cho hồng nương ngươi đi thì làm được chuyện gì thân phận của ngươi là người của ta rất dễ khiến cho người ta hoài nghi nếu ông ta chọc giận đỗ vân tang chết trong tay đỗ vân tang thì có sao đâu đỗ vân tang nhớ tình cũ sẽ không giết ông ta không nhớ tình cũ thì sẽ giết nỗi nhục của hồng nương ta cũng khó mà đòi lại trần bá có thể vì người sau lưng mà tiềm ẩn bên cạnh hồng nương lâu như vậy nhất định là người tin cậy của người đứng sau lưng đỗ vân tang giết chết tâm người trong mộng của người đó vô tình có thêm một kẻ địch một cường địch vì hồng nương lấy lại công đạo không tốt sao đạo gia có đôi khi ngài máu lạnh quá thời buổi rối loạn muốn lo cho hết tất cả mọi người rất khó ta cũng không phải thần tiên dù sao cũng phải có người đứng ra hy sinh chứ hầu tử người có thể lựa chọn đen hay trắng còn ta nhiều khi không cần chọn tổng thể chỉ có thể là đen nghiêu hữu đạo nói xong chống kiếm quay người rời đi mặt không biểu hiện gì nói xong chưa trên một lầu cát phan tâm chiếu ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm trần đình tú đang huyên thuyên lạnh lùng nói một câu đột nhiên có một người chạy đến nói là có chuyện của hồng nương tề kinh cần nói đối với những gì liên quan đến hồng nương bà ta không cách nào làm như không thấy không khỏi tò mò muốn biết vì thế đã đồng ý gặp mặt ai ngờ người đến lại có thù với hồng nương muốn chạy đến giúp đỡ sau khi hỏi qua hỏi lại trần đình tú đang cố gắng thuyết phục đột nhiên bị cắt ngang không khỏi ngẩn người phu nhân ý của bà là như thế nào phan tâm chiếu chỉ nói một chữ cút trần đình tú kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra ông ta nói hồng nương sở dĩ phách lối nghiêu hữu đạo chính là chỗ dựa lớn nhất của bà ta chỉ cần trừ đi nghiêu hữu đạo ở nam châu thiên ngọc môn ta sẽ khiến cho hồng nương sống không bằng chết xả cơn giận cho phu nhân cút phan tâm chiếu lại tiếp tục cắt ngang nếu không phải nể mặt đối phương cũng có thủ với hồng nương muốn giết hồng nương bà ta đã làm thịt trần đình tú rồi mời ông cụ chất phát đứng một bên tiến lên không khách sáo đưa tay mời ông ta ra ngoài. Thấy đối phương đã bị chọc giận, Trần Đình Tú đành phải ngượng ngùng cáo từ, mang theo sự khó hiểu rời khỏi. Trước khi đến đây, ông ta đã cho đệ tử của mình tìm đệ tử quen biết của vạn thú môn xác nhận qua, Triều Thắng Hoài nói không sai. Phan Tâm Chiếu thật sự đang ghen tuông với Hồng Nương, dù sao đây cũng không phải việc nhỏ, ông nhất định phải xác minh lại. Trong tình huống chưa nắm chắc, ông ta không thể mạo muội xông đến đệ tử vạn thú môn trước đó đã liên lạc qua cũng không nhắc đến chuyện này sau khi đi xác minh đệ tử vạn thú môn cũng rất kinh ngạc còn hỏi làm thế nào bọn họ biết được là ai nói chiều thắng hoài có nói trong môn hạ lệnh cấm không được nhắc đến việc này trần đình tú tất nhiên không dám bán đứng trần đình tú bán đứng trần đình tú là chuyện nhỏ đắc tội trưởng lão vạn thú môn là triều kính mới là chuyện lớn ông ta không chọc nổi phụ nữ ghen tuông rất đáng sợ ông ta nắm chắc mình sẽ châm ngòi thành công Ai nghĩ đến lại có kết quả như thế, thái độ của Văn Tâm Chiếu khiến ông ta rất bất ngờ. Ngồi một mình trong lầu các, Văn Tâm Chiếu bị chọc giận. Bởi vì lời của Trần Đình Tú nói chẳng có ích lợi gì cả, bà ta đương nhiên hận không thể hung hăng trà đạp ả tiện nhân kia, để ả sống không bằng chết. Nhưng nếu bà ta động được, bà ta đã sớm động rồi, còn cần hạng người như Trần Đình Tú đến giúp đỡ. Quả thật nực cười, là ngươi, trong sảnh tiếp khách, Đỗ Vân Tăng nhìn thấy người đến là Trần Bá, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người làm vào thông báo, nói Triệu Hùng ca phái người đến gặp ông ta. Ở Vạn Thú môn này, bình thường sẽ không ai dám giả danh lừa bịp lung tung, vì thế ông ta mới đồng ý gặp mặt. Ông ta chỉ lấy làm lạ chính là Triệu Hùng ca phái người đến gặp ông ta là có chuyện gì, nào biết người đến lại là Trần Bá. Bọn họ tất nhiên là quen biết nhau, lại còn cách đây rất lâu, hơn nữa còn ở chung một khoảng thời gian, xem như khá quen thuộc. "Là ta," Trần Bá nghiêm mặt nói. Đỗ Vân Tang hơi nheo mắt lại, Ngươi còn có thân phận khác, là người của Triệu Hùng Ca. Trần Bá Đáp chỉ mượn cái tên mà thôi, nếu không, với vị trí cao cao tại thượng như ngài, một nhân vật như ta sao có thể gặp được. Ông ta vừa nói xong, phát hiện chỉ là giả danh, hộ pháp trong sảnh đột nhiên cảnh giác cao độ, chuẩn bị ra tay. Chuyện đã qua rồi, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Đi đi, tiễn khách, Đỗ Vân Tăng quay người lại, cũng không cho người trực tiếp thu thập, xem như dơ cao đánh khẽ. Ông ta và Văn Tâm Chiếu đã có ước định, sẽ không có bất kỳ qua lại với Hồng Nương, bao gồm luôn cả người bên cạnh Hồng Nương. Mời, hộ pháp trong nội đường lập tức đưa tay tiến khách, Trần Bá cả giận nói, chúng ta cũng hy vọng mọi chuyện đã qua, nhưng vì sao các người cứ dồn ép không để cho đông gia của chúng ta một con đường sống? Hôm qua, phu nhân của ngài đánh Hồng Nương hai cái tát thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn cấu kết thiên ngọc môn đẩy đông gia vào chỗ chết. Nghe được chuyện này, hộ pháp trong nội đường không chút khách sáo, trực tiếp ra tay chế trụ Trần Bá để ông không nói ra được câu nào nữa, kéo thẳng ra ngoài. Trần Bá cũng không hoàn thủ, mặc cho người ta chế trụ. Như Hữu Đạo đã nói, chỉ cần nói chuyện cần nói, còn lại thì không được ra tay. Đỗ Vân Tang đang quay lưng không phải kẻ điếc, sắc mặt bóng dưng co quắp, quay người lại, quát lớn, dừng lại. Thân hình hai hộ pháp đang áp giải Trần Bá đột nhiên cứng đờ, một người quay đầu lại, tông chủ, người này nói bừa, không cần để ý. Có một số việc, người trong cuộc thường là người biết cuối cùng. Có một số việc người bên dưới biết, cũng không dám để Đỗ Vân Tang biết. Bọn họ không biết Trần Bá, nếu không, bọn họ sẽ không để cho Trần Bá gặp mặt Đỗ Vân Tang. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Hành Tông cũng không có mấy ai gặp qua Trần Bá. Năm đó, Thiên Hành Tông bởi vì chuyện của Đỗ Vân Tang, việc xấu không tiện nói ra bên ngoài. Mặc dù không có ai biết, nhưng cũng phải tận lực ước thúc người bên dưới. Thử nghĩ nếu một đệ tử bên dưới có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ đã từng là người yêu của trưởng môn chuyện này không ai chịu đựng nổi cũng không muốn trong môn lại có người liên quan không rõ với hồng nương cho nên khách quan mà nói người thiên hành tông gặp qua hồng nương thật chẳng có mấy người gặp trần bá lại càng không trên thực tế cho đến bây giờ hai hộ pháp cũng không biết rõ trần bá và hồng nương có quan hệ gì chỉ đại khái đoán được người này là người của hồng nương mà thôi đỗ vân tang hạ lệnh thả ông ta ra hai tên hộ pháp nhìn nhau hơi khó xử lực ảnh trưởng của trưởng môn tiền nhiệm văn hoa ở thiên hành tông vẫn rất lớn giọng nói của đỗ vân tang trở nên lạnh lẽo ta bảo các người buông ông ta ra các người không nghe sao bất đắc dĩ hai tên hộ pháp đành phải buông trần bá ra trần bá nhoáng một cái tránh thoát khỏi tay hai người ngẩng đầu ưỡn ngực quay trở lại biểu hiện không sợ chết đứng trước mặt đỗ vân tang đỗ vân tang ra tay giải trừ cấm chế trên người ông ta ngươi vừa mới nói cái gì Trần bá mỉa mai, biết rồi còn cố mà hỏi. Sau đó, ông quay đầu lại nhìn hai người kia, ta thấy ngay cả bọn họ cũng biết chuyện này, ngài tuyệt đối đừng nói ngài là trưởng môn mà không biết nhé. Đỗ Vân Tăng lặng lẽ liếc nhìn hai tên hộ pháp, hai người này trột dạ, tranh ánh mắt của ông ta. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Đỗ Vân Tăng trầm xuống, đoán Trần Bá nói là thật. Đỗ Vân Tăng cũng không thể nói mình không biết, chỉ tiếp tục hỏi, phu nhân ta đánh hồng nương ngày hôm qua. Chuyện diễn ra vào lúc nào? Chương 737, Tương kính Như Tân, Trần Bá Đáp, sau khi ra khỏi khách viện của Thiên Nữ giáo, chẳng lẽ ngài không biết, chúng ta không biết mình đã chọc giận ngài hay là đã đắc tội với ngài. Chúng ta cũng không biết ngài đang ở đó, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi. Thế nhưng phu nhân của ngài đã tát Hồng Nương hai bạt tai. Hồng Nương cắn răng chịu đựng, không hề kháng cự, Hồng Nương không chê nổi Thiên Hành Tông các người, chỉ hận mình có mắt không tròng, đụng tới loại người phụ tình như ngài đời này cũng chỉ có thể tự nhận mình không may khi trở về bà ấy cứ trốn trong phòng không ra các người còn muốn như thế nào nữa hai tay đỗ vân tang đang giấu trong tay áo nắm chặt lại gương mặt căng ra chuyện cô cứ rõ mồn một trước mắt không thể quên được ông ta nhớ đến sau khi gặp được hồng nương văn tâm chiếu mượn cớ rời đi một lát không nghĩ đến là đi tìm hồng nương tính sổ trần bá vẫn tiếp tục oán giận bị hai cắt tát trước mặt bao nhiêu người nhục nhã vô cùng nhưng bà ấy vẫn không rên một tiếng trốn ở trong phòng chịu đựng một mình, oan ức thiệt thòi đến như vậy, vì sao các người lại không buông tha? Muốn giết thì cứ trực tiếp ra tay đi, cần chi phải quanh co lòng vòng cấu kết với thiên ngọc môn. Làm sao, muốn giết người nhưng lại không muốn dính tanh đúng không? Quả nhiên là khí phái của danh môn đại phái, yêu quý tiếng tăm của mình. Đừng nói hưu nói vượn, một hộ pháp quát lớn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta cấu kết thiên ngọc môn. Trần bá chỉ ra bên ngoài, cả giận nói, hai mắt ta nhìn thấy trước đó ta tận mắt nhìn thấy trưởng lão của thiên ngọc môn là trần đình tú bước vào sợ là bây giờ đang mưu đồ bí mật với đỗ phu nhân đấy may đỗ vân tang cao lại trần bá quay đầu chỉ vào mũi đỗ vân tang giận dữ mắng năm đó hồng nương không hề có lỗi với ngươi mà đúng không cũng không bức bách ngươi phải cưới đúng không người muốn ở cùng bà ấy chính là ngươi nói sẽ tốt với bà ấy cũng là ngươi đột nhiên vứt bỏ bà ấy cũng là ngươi người của ngươi thiếu chút nữa đánh bà ấy chết mất bà ấy vì ngươi mà chịu ít tội sao? Mạng của bà ấy được nhặt về, đã không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa, ngươi còn muốn như thế nào? Các người thật sự khinh người quá đáng. Hôm nay, ta đến đây cũng không có ý định còn sống trở về. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt gì cũng được, có chết ta cũng mắng cầu tặc ngươi để xả giận. Ngược đỗ vân tang bắt đầu phập phồng, lớn mật, nghe trần bá mắng trưởng môn là cầu tặc, hai tên hộ pháp tức giận mắng lại. Đỗ vân tang vẫn bình tĩnh như cũ, Ánh mắt thở ơ, nói ra hai chữ tiễn khách. Hai tên hộ pháp đã sớm không đợi được, thân hình lóe lên, chế trụ trần bá, nhanh chóng kéo đi. Trong nội đường hoàn toàn im lặng, Đỗ Vân Tăng bước ra, vẫy tay gọi một người, ta muốn biết vừa rồi phu nhân đi gặp ai. Rõ, tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, tên đệ tử bước nhanh trở về, bẩm báo, hồi tông chủ, đệ tử thủ vệ nói, vừa rồi trưởng lão của thiên ngọc môn nổi tiếng đã đến bái kiến phu nhân, đã đi rồi ánh mắt đỗ vân tăng hiện lên sự tàn khốc phất tay áo đuổi đệ tử lui xuống sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hai tên hộ pháp vừa mới trở về không nhanh không chậm rời đi phan tâm chiếu vẫn còn ngồi im trong lầu các, yên tĩnh thất thần đỗ vân tăng bước vào phá vỡ sự yên tĩnh khách đã đi rồi sao phan tâm chiếu quay đầu lại gượng cười vâng đỗ vân tăng bước đến bên cạnh bà ta sóng vai dựa vào lan can nhìn khu vườn đằng trước giọng nói bình thản tại sao nàng lại đánh nàng ấy Phan Tâm Chiếu hơi cúi đầu, biết đang nói đến ai, nhẹ giọng hỏi, chàng đau lòng. Đỗ Vân Tăng hỏi lại, ta đã cắt đứt quan hệ với nàng ấy, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Phan Tâm Chiếu nói, thiếp và ả ta có ước định với nhau, ả đã đồng ý không gặp chàng nữa. Nếu không, sẽ mặc cho thiếp xử lý. Thiếp cũng không định làm gì ả ta, chỉ là thấy chàng và ả gặp lại, đột nhiên nhịn không được, không khống chế được bản thân, nên đã đi tìm ả ta, đánh cho ả hai bạt tai sư huynh, chàng giận thiếp sao? Nếu chàng giận, thiếp xin nhận sai. Đỗ Vân Tăng nói, không cần nhận sai. Trưởng lão Thiên Ngọc môn tìm nàng có chuyện gì? Đoán chừng là nghe nói thiếp đánh hồng nương mà đến. Văn tâm chiếu đem chuyện Trần Đình Tú tìm bà ta nói qua một lần, không hề giấu giếm, thiếp không đồng ý, đã đuổi ông ta đi rồi. Đỗ Vân Tăng nói, vừa rồi Trần Bá bên cạnh Hồng Nương đến tìm ta, mắng cho ta một trận. Ông ta cũng không giấu Văn Tâm Chiếu, đem chuyện xảy ra nói cho bà ta nghe, hỏi nàng cảm thấy thế nào phan tâm chiếu cúi đầu im lặng đỗ vân tang nói sư muội ta nợ nàng ấy phan tâm chiếu hỏi chẳng lẽ chàng không nợ thiếp sao đỗ vân tang nói ta đã đồng ý với nàng ta sẽ làm được ta lặp lại một lần nữa ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nàng ấy hy vọng về sau nàng không cần làm như vậy nữa được không phan tâm chiếu khẽ gật đầu vâng một tiếng đỗ vân tang hỏi còn người đã đến đây nàng muốn tự nàng giải quyết hay là ta giải quyết văn tâm chiếu nói khẽ chuyện này không cần chàng ra mặt để thiếp làm sự việc đã được nói rõ đỗ vân tăng cũng không nói gì nhiều quay người bỏ đi giữa vợ chồng bọn họ cho đến nay đều là như vậy tương kính như tân trần bá trở lại chu thiết tử cùng trở lại chu thiết tử thấy tận mắt trần bá bị người của thiên hành tông kiềm kẹp đuổi ra chu thiết tử không biết trần bá làm chuyện gì chọc giận thiên hành tông nghĩ lại mà run đi rồi về không mất nhiều thời gian Viên cương đợi ở bên ngoài hỏi Chu thiết tử hai câu rồi cùng Trần Bá vào sân. Nghiêu Hữu đạo đã chờ trong sân, ôm kiếm canh chừng bàn cờ hỗn loạn trong đình, quần đen và trắng lộn xộn. Hai người vào đình, Nghiêu Hữu đạo quay đầu cười hỏi, về rồi. Mặt Trần Bá không biểu tình nói, đã làm đúng như ngươi nói. Nghiêu Hữu đạo hỏi, không gặp phải văn tâm chiếu chứ? Trần Bá trả lời, không. Nghiêu Hữu đạo lại hỏi, Đỗ Vân Tăng có phản ứng gì? Không có phản ứng gì, Trần Bá kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó. Nghiêu hữu đạo khách khí nói, vươn tay ra hiệu Trần Bá có thể đi về nghỉ, vất vả. Trần Bá không từ chối xoay người đi ngay, nhưng trong lòng luôn ôm nỗi giật mình. Giờ Trần Bá đại khái hiểu ra Nghiêu hữu đạo muốn làm gì, chỉ thắc mắc ở chỗ hắn làm cách nào nắm giữ từng hướng đi của Trần Đình Tú trong vạn thú môn. Hắn làm sao chắc chắn ông sẽ không gặp phân tâm chiếu. Dường như Nghiêu hữu đạo đã dự đoán từ trước Đỗ Vân tang sẽ không chút giận lên ông. Trần Đình Tú đi từ khi nào, qua bên kia gặp ai, còn ông sẽ không gặp kẻ nào, dường như đạo gia nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, tất cả đều theo sự sắp xếp của hắn. Còn có chu thiết tử của vạn thú môn, xem tình huống gần nhất và lúc nãy gã lén lút chạm mặt với viên cương, nhìn sao cũng giống như đã bị nghiêu hữu đạo thu mua. Đạo gia ở đây, không làm hành động gì dư thừa nhưng dường như mọi thứ bị khống chế trong bàn tay hắn. Trần bá ngẫm lại lúc trước một chén gọi là, trà độc khiến ông đi chỗ đỗ vân tang mắng đối phương một trận, giờ ông chợt nhận ra hành vi của mình kỳ lạ, cũng làm ông hết hồn, càng cảm thấy đạo gia sâu không lường được. Trong đình, Nghiêu Hiếu đạo rút kiếm điểm vào bàn cờ hất một quân đen ra ngoài, con cờ rớt xuống đất phát ra tiếng giòn vang sen lẫn giọng của hắn, hai trần tương đối, trần bá sống trở về thì trần đình tú tới giờ chết rồi. Viên cương nhìn quân cờ đen rơi xuống bắn trên mặt đất rồi nằm im. Vỏ kiếm tùy ý lây hoay quân cờ trên bàn cờ, Nghiêu Hiếu đạo từ tốn nói, ta đoán không lâu sau thiệu bình ba sẽ có dị động thông báo với bên Bắc Châu giữ liên lạc, có gì khác lạ phải báo về ngay, phen này không thể để tên đó thoát được nữa. Núi cao đường xa, sâu trong ven đường dập bóng cây có hơn 10 người ngồi nghỉ lấy sức, đó là người của thiên hành tông đến chấp hành kế hoạch bước thứ hai. Một con kim xí sí từ trên trời giáng xuống chui vào rừng rậm. Rất nhanh một đệ tử cầm mật thư lại gần hai tay dâng lên cho lão nhân ngồi xếp bằng, nhị cung phụng, tông môn truyền tin. Chương 738, dựng đứng lông tơ, lão nhân tên là Trình Viễn Độ, hơn trăm tuổi mà trông như mới 50, mươi, dâu tóc đen thui, da trắng như ngọc. Thiên Ngọc Môn có hai thúc lão thạc quả còn sống, đều là lớp sư bá của nhóm bành hữu tại, ngày qua lâu tu vi đã tinh sâu đến cảnh giới nhất định, nhận nguyên tông môn cung nuôi, cũng giúp Thiên Ngọc Môn trấn nhiếp lớn nhất với bên ngoài. Hai vị cung phụng sớm ủy quyền cho vãn bối bên dưới, họ hiệu mệnh cho môn phái nhiều năm đã có tư cách không cần làm chuyện gì, hưởng thụ người ta hầu, các loại tài nguyên trong môn phái hết sức cung ứng. Họ chỉ cần tập trung tu luyện, không phải chuyện quan trọng trong môn phái thì đệ tử sẽ không tùy tiện quấy nhiễu mời hai người xuống núi. Trình viễn độ cầm mật thư, xem xong đứng dậy, tông môn truyền tin nói tình huống có biến, ngày đêm chạy tới chỗ mục đích ngay. Cái gọi là tình huống có biến ý là Trần Đình Tú đã truyền tin về Thiên Ngọc Môn nói như hữu đạo bắt cầu với trưởng môn ba đại phái nước Yến thành công, không biết sẽ xảy ra biến dị gì, gì nữa. Trong một chốc Trần Đình Tú không thể làm gì như hữu đạo, Thiên Ngọc Môn khởi động kế hoạch bước thứ hai lệnh cho nhóm trình viễn độ chạy đi ngay, chuẩn bị sẵn sàng ám sát. Đám đệ tử đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh, rõ, Bắc Châu, Phủ Thứ Sử, Thiệu Tam tỉnh xài bước vào thư phòng, dâng lên mật thư cho Thiệu Bình Ba dựa vào bàn viết. Đại công tử, Thiên Ngọc Môn đưa tin đến, Thiệu Bình Ba không ngước đầu lên, tiếp tục viết chữ, chỉ hỏi. Đã biết được hướng đi của Thượng Thanh Tông chưa? Thiệu Tam tỉnh lắc đầu nói, không có tin tức gì, chẳng biết đi đâu, hình như đoàn người cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài thiệu bình ba viết xong đặt bút xuống cầm mật thư xem trầm ngâm nói Như hữu đạo sẽ sắp xếp thượng thanh tông đi đâu nghiêu hữu đạo sẽ quan tâm sự chết sống của thượng thanh tông sao hắn không muốn để ý tới nhưng có triệu hùng ca ra mặt nếu triệu hùng ca đã kêu thượng thanh tông đi thành vạn vật tìm Như hữu đạo thì tất nhiên có sắp xếp nếu không thì thành trò đùa triệu hùng ca chắc chắn cho thượng thanh tông một giải thích hợp lý đối mặt cao thủ giới tu hành hơn nữa người ta có lý, Nưu Hữu Đạo không dám dễ dàng trở mặt, rất khó từ chối. Triệu Hùng Ca và Thượng Thanh Tông luôn dây dưa không dứt, tiếc rằng không thể cho ta dùng. Thiệu Tam tỉnh thử nhắc nhở một câu, hang ổ của Nưu Hữu Đạo nằm ở Nam Châu, có khi nào hắn bí mật sắp xếp cho Thượng Thanh Tông đi Nam Châu không? Thiệu Bình Ba nói, ta thì hy vọng Nưu Hữu Đạo sẽ đưa Thượng Thanh Tông đến Nam Châu, nhưng hắn không ngu tự tìm đường chết. Không nói người khác, Thiên Ngọc Môn sẽ trước tiên thừa dịp làm lớn chuyện người này có thể để thê tử đã bái đường ở bên cạnh ta nhiều năm biết rõ ta muốn xuống tay với đường nghi nhưng hắn vẫn bỏ mặc đủ thấy con người này lạnh lùng vô tình cỡ nào loại người này rất lý trí sẽ không làm chuyện tự chui đầu vào giỏ nếu muốn chết thì triệu hùng ca có ép hắn cũng vô dụng chắc nghiêu hữu đạo giàn xếp thượng thanh tông ở chỗ khác nhưng là nơi nào nam châu hay nước tề triệu hùng ca không dám ngoài sáng dính dáng thượng thanh tông nơi nghiêu hữu đạo quen thuộc và có nhân mạch chỉ có hai chỗ này chứ không còn nơi nào khác Ngươi hãy sai người chú ý kỹ hơi nơi này. Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng. Rõ, Thiệu Tam Tỉnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đại công tử hãy xem tin tức của Thiên Ngọc Môn trước đi. Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, mắt nhìn mật thư, khi thấy rõ nội dung mật thư Thiên Ngọc Môn gửi thì giật mình dựng đứng lông tơ. Thiệu Bình Ba đứng bật dậy, trợn to mắt sau đó không người, ống tay áo che môi ho sặc sụa, sắc mặt thay đổi. Thiệu Tam Tỉnh bước nhanh lại vỗ lưng giúp Thiệu Bình Ba, biểu tình khó xử trong mật thư viết nghiêu hữu đạo ở vạn thú môn liên tiếp bái phỏng ba đại phái của nước yến nước hàn gặp trưởng môn sáu phái và hội đàm một thời gian khá dài ít nhất trên nửa canh giờ thiên ngọc môn nói đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường nếu không có thứ gì đánh động được sáu đại phái thì bằng vào thân phận trưởng môn sáu đại phái sẽ không nói chuyện lâu vậy với nghiêu hữu đạo tầm thường bành hữu tại tự nhận bằng vào thân phận địa vị của ông có nói chuyện phiếm với trưởng môn các đại phái cũng không được lâu như vậy Thiên Ngọc Môn phát tin tức này đến xem như đáp lại lúc trước bên Thiệu Bình Ba nhắc nhở, cũng nhắc khéo là không chừng Nhiêu Hữu Đạo muốn làm gì xấu với Bắc Châu. Hiện giờ Thiên Ngọc Môn không hy vọng Nhiêu Hữu Đạo chiếm lợi cái gì, ít nhất không muốn thấy hắn lấy ích lợi của Bắc Châu nịnh nọt sáu đại phái. Nếu để ba đại phái nước Yến vui vẻ thì Thiên Ngọc Môn lo rắc rối sẽ đến với mình, nên mới sốt ruột nhắc nhở bên Thiệu Bình Ba, hy vọng y sớm chuẩn bị. Thử hỏi Thiên Ngọc Môn còn nhìn ra tình huống không ổn, khi Thiệu Tam tỉnh xem mật thư sao có thể không hiểu rõ. Bắc Châu nằm lưng chừng giữa sáu đại phái, thiên hạ chỉ có vài đại phái, Ngưu Hữu Đạo tìm ai chẳng được tại sao cố tình chọn sáu đại phái này. Muốn không nghi ngờ hắn nhằm vào phe Thiệu Bình Ba cũng khó. Nói thật là khi Thiệu Tam tỉnh đọc thư thì ra đầu tê dại, lo lắng kích thích đến Thiệu Bình Ba, không dám cho y xem. Nhưng chuyện lớn như vậy không thể không cho Thiệu Bình Ba biết, giờ quả nhiên y bị kích thích, đại công tử tái phát bệnh cũ. Mặt Thiệu Bình Ba lúc đỏ lúc trắng thở hổn hển, thả tay áo xuống, ống tay áo dính máu, Thiệu Bình ba đấm mặt bàn, như tặc phe này muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thiệu Tam tỉnh thấy khóe môi Thiệu Bình ba có vệt máu vội bưng nước trà đưa tới. Xin đại công tử bình tĩnh đừng nóng, hắn chỉ đi gặp họ, có lẽ chưa tới bước đường đó. Thiệu Bình ba cầm mật thư đẩy tách trà về, lắc đầu nói. Thật hối hận không nên để Lục Thánh Trung vọng động đánh rắn động cỏ, chắc hắn đã biết ta muốn xuống sát chiêu với hắn, biết ta định thừa dịp chen tay vào Nam Châu. Hắn biết rõ đây là cục ngươi chết ta sống, nếu ta không ngã thì người ngã là hắn, sao có thể không quyết đấu với ta? Hắn tìm đến sáu phái tuyệt đối không đơn giản là viếng thăm, chắc chắn có mục đích. Thiệu Tam tỉnh ướm thử, có lẽ là nhằm vào thiên ngọc môn. Thiệu Bình Ba quay đầu tức giận hỏi, vậy hắn đi gặp ba đại phái nước Hàn thì sao? Cần gì lừa mình dối người? Bên Nam Châu, thiên ngọc môn chẳng qua là bị ta xúi dục dù nghiêu hữu đạo muốn xúc thế quyết đấu với thiên ngọc môn cũng không thể làm trong thời gian ngắn. Trước khi hắn có thực lực thay thế Thiên Ngọc Môn bao trùm Nam Châu thì hắn tuyệt đối không xuống tay với Thiên Ngọc Môn, điều này không phù hợp ích lợi của hắn, lần này chắc chắn là nhằm vào ta. Thiệu Tam tỉnh treo tim treo gan hỏi, đại công tử, sáu đại phái bao trùm trên hai nước Yến, Hàn, xếp trong phiêu miểu các, sao bọn họ có thể nghe theo Ngưu hữu đạo được. Thông tin liên quan có hạn, Trần Đình Thú ở Vạn Thú Môn cũng không hiểu rõ ràng, Thiệu Bình Ba không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng Thiệu Bình Ba biết một điều tên đó sẽ không làm chuyện vô ích, hắn đi tìm sáu đại phái thì tất nhiên có nắm chắc. Đã là người chết ta sống, lần này hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ là một kích sấm sét vào ta. Hai tay thiệu bình ba chống mặt bàn, cúi đầu nhắm mắt nói. Lão thiệu, người hãy chuẩn bị vài sự kiện. Thứ nhất, sẵn sàng cho nhóm học tử sau khi tôi luyện đã lộ ra mũi nhọn, trong loạn thể nắm giữ một đám có tài chỉ thế là vốn liếng vực dậy. Thứ hai, người hãy tự mình kiểm tra đường rút lui của chúng ta, sự việc liên quan đường sống cuối cùng của chúng ta, không thể qua tay người khác. Thứ ba, bên tề kinh lúc chiếu tả ở nhìn từ một số dấu hiệu là ta đã cảm giác hiểu nguyệt các kinh doanh không đơn giản với tề kinh. Hãy liên lạc hiểu nguyệt các, kêu họ phái tinh nhuệ đến tiếp ứng, nói là cần hộ tống một đám người liên quan hết sức quan trọng đến tề kinh, hiểu nguyệt các sắp xếp cẩn thận. chương 739, Phong Vân trong tay một Nói xong thiệu bình ba mệt mỏi phải tay, đi làm đi, đây là đang chuẩn bị hậu sự nếu cơ nghiệp Bắc Châu bị sụp đổ. Thiệu Tam tỉnh run giọng hỏi, đại công tử, thế cục còn chưa rõ ràng cần gì sắp xếp như vậy. Mà Thiệu Bình Ba giữ tợn nói, Bắc Châu là tâm huyết nhiều năm của ta, sao ta có thể dễ dàng bỏ nó. Việc đã đến bước này, làm tính toán tệ nhất thì tốt hơn. Thiệu Tam tỉnh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu thân thiết hỏi. Có thông báo cho bên lão gia không đại công tử. Thiệu Bình Ba im lặng một lúc rồi lắc đầu nói. Không cần, không thể để phụ thân biết, nếu có biến, muốn thoát đi xuôn sẻ còn cần lợi dụng phụ thân tê liệt bọn họ. Còn người thiệu tam tỉnh nở to, khó tin hỏi, muốn, muốn hy sinh lão ra sao? Thiệu bình ba vụt quay đầu lại, nói bậy bạ gì đấy, ta ở trong mắt ngươi là loại người như vậy sao? Phụ thân nắm binh quyền Bắc Châu, dù là ai cũng không muốn chiếm lấy Bắc Châu hỗn loạn. Mặc kệ phụ thân rơi vào tay ai thì người đó còn cần dựa vào phụ thân, trong một thời gian dài phụ thân sẽ không có nguy hiểm gì, về sau từ từ tính tiếp. Nếu ta không thoát được thì hai phụ tử đều hết đường, hiểu chưa? Thiệu Tam Tỉnh đã hiểu, chắp tay cúi đầu nói. Lão nô đi sắp xếp ngay. Thiệu Bình Ba vùng ống tay áo. Đi đi, hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn cúi đầu nhìn vết máu đỏ thắm trên ống tay áo, biểu tình buồn bã. Mấy năm nay bên cạnh Thiệu Bình Ba có tu sĩ giúp điều dưỡng thân thể, nhưng bệnh cũng mãi không lành. Thiệu Bình Ba biết vì sao bệnh mãi không hết, nếu không có tu sĩ điều dưỡng thì thân thể của y đã ngã từ lâu lát sau thiệu bình ba vụt ngẩng đầu mắt lại tỏa sáng đấu trí thiệu bình ba vòng ra bàn học đi tới trước vách tường treo bản đồ bảy nước nhìn tới nhìn lui suy tư cuối cùng ngừng lại thật lâu ở vị trí bắc châu thiệu bình ba xoay người bước nhanh ra sau bàn ngồi xuống kéo một tờ giấy qua cầm bút ngẫm nghĩ rồi múa bút viết xuống sáu tờ thiệu bình ba mới viết xong đóng dấu ấn chương thì thiệu tam tỉnh bưng thau nước nóng vào vắt khăn ấm để y lau vết máu bên môi thiệu bình ba không nhận khăn hắn đưa sáu tờ giấy cho thiệu tam tỉnh sai tống thư và trần quy thạc mỗi người cầm ba phần đi hai nước yến hàn liên lạc với sáu đại phái tống thư không dám về nước yến kêu tống thư cầm thư ta viết đi nước hàn liên lạc bách xuyên cốc vô thượng cung thiên nữ giáo sai trần quy thạc đi nước yến liên lạc tiêu giao cung tử kim động linh kiếm sơn đi nhanh lập tức đi đừng chậm trễ dặn xong thiệu bình ba mới cầm khăn lông lau khóe môi Thiệu Tam tỉnh nhận thư, thấy là thư bàn về quy thuận với sáu đại phái, kinh ngạc hỏi. Đại công tử làm vậy là sao? Thiệu Tam tỉnh không hiểu sao có thể cùng lúc quy thuật hai bên. Thiệu Bình ba cầm khăn ấm trầm tư nói. Như hữu đạo liên lạc với sáu đại phái cùng lúc chẳng qua muốn xui khiến họ giải quyết tranh chấp Bắc Châu, ta sẽ không để hắn được như ý. Ta giả bộ đàm phán, đồng ý chủ động quy thuận nước Yến, vậy thế lực nước Yến sẽ động vào ta sao? Có thể lấy về nguyên Bắc Châu thì ai muốn chia sẻ nửa cái? bên nước hàn cũng giống vậy dù bên nào nhận được thư kia ta sẽ sợ kinh động bên kia ảnh hưởng thu phục bắc châu cũng giữ kín không nói ra thiệu tam tỉnh đã hiểu ra ý của đại công tử là lo ổn định sáu đại phái trước thiệu bình ba nói trước tiên dùng đàm phán ổn định sáu đại phái họ không có động tác tức là ổn định được nước yến hàn cũng có thể ổn định đại thiền sơn bám chân họ trước tranh thủ thời gian giải quyết nghiêu hữu đạo trước chỉ cần không có tên này từ giữa gây rối thì Bắc Châu ngã hướng bên nào hoặc tiếp tục trung lập tùy vào tình huống. Nghiêu tặc kích động ích lợi lớn như vậy là chơi với lửa, thật sự không được thì ta sẽ lấy Bắc Châu quy thuận làm mồi, ai giết được Nghiêu hữu đạo là ta sẽ quy thuận người đó, cho hắn chơi lửa tự đốt mình, tóm lại không để hắn sống yên. Thiệu Tam tỉnh nghe mà hưng phấn vô cùng, gật đầu lia. Được, lão nô đi làm ngay. Trong một mật thất, Thiệu Tam tỉnh đi vào, Trần Quy Thạc ngồi chờ lập tức đứng dậy chắp tay. Thiệu tiên sinh, Thiệu Tam tỉnh vẫy tay ra hiệu đừng khách khí, móc ba phong mật thư ra khỏi ống tay áo đưa cho Trần Quy Thạc. Người bí mật xuất phát ngay đưa ba phong thư này đến nơi. Trần Quy Thạc nhận lấy xem chữ trên từng thư, gồm gửi Tiêu giao cung, Tử Kim Độc, Linh Kiếm Sơn. Trần Quy Thạc kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, môn phái cao cao tại thượng như vậy ta đến đó liệu họ có chịu gặp ta không?" Thiệu Tam tỉnh nói: "Có gặp ngươi hay không chẳng quan trọng, muốn gặp ngươi thì tốt, không chịu gặp cũng không sao." Quan trọng là đưa thư đến nơi, chỉ cần ba đại phái xem thứ là được, cái khác không cần ngươi làm cái gì, rõ chưa? Rõ rồi, Trần Quy Thạc gật đầu cẩn thận nhét ba phong thư vào ngực, ta từ biệt với Tống Sư Thúc rồi xuất phát ngay. Thiệu Tam tỉnh ngăn lại, ta nói rồi, lập tức bí mật xuất phát, không gặp ai hết, bên Tống Thư thì ta sẽ chuyển lời thay ngươi, ngươi hãy thay hình đổi dạng ngay, ta sẽ sắp xếp cho ngươi âm thầm ra khỏi thành, đừng kinh động ai, trên đường cũng không được kinh động bất cứ người nào, nếu có sai sót gì thì coi chừng mạng nhỏ của ngươi. Trần Quy Thạc vội đồng ý, rõ, Thiệu Tam Tỉnh móc ra 100 tờ kim phiếu có giá trị một vạn kim tệ cho Trần Quy Thạc làm lộ phí. Thật ra trên đường không cần tốn nhiều tiền như thế, đây là phí vất vả. Thiệu Tam Tỉnh cầm tay Trần Quy Thạc, thấm thiến nói. Sau khi việc thành sẽ có trọng thưởng khác, khoảng nửa canh giờ sau, Trần Quy Thạc đã ở ngoài thành, cưới ngựa chạy như bay trên giường cái. Chờ rời xa phủ thành, Trần Quy Thạc nhìn quanh không thấy bóng người chợt ghim dây cương, tỏa kỵ chuyển hướng lao vào rừng núi. Trong rừng rậm, dưới vách núi ẩn khuất, Trần Quy Thạc nhảy xuống ngựa móc ba phong mật thư ra xé mở đọc thư, thỉnh thoảng ngước đầu cẩn thận quan sát cẩn thận, xem xong một lá thì xé mở lá khác ra. Trong ngoài hang núi toàn là di tích ngàn năm trước, các tượng Phật loang lổ năm tháng. Nhiều pho tượng bị mưa gió nắng mài mòn đã không thấy rõ khuôn mặt chỉ còn lại đường nét. Trong một số hang không có nhiều pho tượng còn giữ đường nét rõ ràng nơi di tích Phật môn giấu trong chỗ trung linh dục tú này là Đại Thiền Sơn. Dưới Đại Thiền Sơn, có mấy chục người lên ngựa chia thành hai nhóm rời đi. Một nhóm chạy đi phủ thành Bắc Châu, một nhóm do trưởng môn Hoàng Liệt tự mình dẫn dắt. Tay áo phần Phật gió, Hoàng Liệt dẫn đầu chạy nhanh đi, biểu tình trầm trọng ngựa không ngừng vó chạy tới vạn thú môn. Sau khi nhận được tin tức trưởng lão Hoàng Thông truyền về, biết Thiệu Bình Ba lại bị nghiêu hữu đạo trả thù, hơn nữa lần trả thù này không giống bình thường nghiêu hữu đạo dụ dỗ được sáu đại phái hai nước yến hàn rõ ràng là nhằm vào bắc châu có vẻ nghiêu hữu đạo muốn làm lớn chuyện này cao tầng đại thiền sơn nghe tin vừa kinh vừa giận rất bực mình hành vi của thiệu bình ba đã cảnh cáo y nhiều lần đi chọc nghiêu hữu đạo nữa mà tên này nhiều lần như gió thoảng bên tai lần này phải cho thiệu bình ba nếm mùi đau khổ mới được xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao hoàng liệt có thể ngồi yên xem định tự mình chạy tới vạn thú môn hóa giải việc này vì cần đến nhanh nhất nên ngày đêm đi không ngừng nghỉ Hoàng Liệt cũng phát tin tức cho trưởng lão Trung Dương Húc ở bên phủ thành Bắc Châu, kêu Trung Dương Húc hỏi kỹ thiệu bình ba xem chuyện là thế nào. Hoàng Liệt lại phái một đám đệ tử tinh nhuệ chạy tới để phòng có gì bất chắc. Nam Châu, trong hậu viện phủ thứ sử, một thiếu niên da ngăm đen ăn mặc mỏng manh dưới ánh nắng chói trang, hai tay cầm hai cây trường thương dơ cao, đứng tấn. Hai tay hai chân đã run lẩy bẩy, người vã mồ hôi như mưa chịu đựng dày vò. Tên này là nhi tử của La An, lão đại luôn đi theo mông sơn minh đẩy xe lăn cho ông chương 740, phong vân trong tay, hai Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn dưới bóng cây thấy tình hình không ổn lên tiếng nhắc nhở. Kiên trì, ken ken, thiếu niên vẫn không chống chọi nổi, hai chân mềm nhũn cả người và thương ngã ngồi dưới đất, sau đó bỏ dậy liếc Mông Sơn Minh uy nghiêm nhìn mình chầm chầm, cúi đầu lại gần xin lỗi. Mông Sơn Minh quát, nhặt thương lên, thiếu niên vội vòng về nhặt thương lên rồi gục đầu đi tới. Mông Sơn Minh hỏi, đã quên lời ta nói với ngươi, thiếu niên lắc đầu nói, không quên trong năm năm hai thương không thể rời tay ăn uống tiêu tiểu ngủ đều phải cầm để cầm thương trong tay sẽ thành một phần thân thể của mình chỉ đâu đâm đó không sai lệch chút nào phía xa truyền đến tiếng cười của thương chiêu tông ha ha thương thục thanh lam nhược đình nhị tiểu tử la gia luôn đi theo họ mới vào sân này ba người dừng bước quan sát một lần thấy tận mắt cảnh vừa rồi thấy thương thục thanh đến lão đại la gia đã là một nửa nam nhân mình trần trước mặt cô nương hơi kỳ cục thế là mông sơn minh bảo với la lão đại đi về nghỉ một lúc đi vâng la lão đại cầm thương bỏ chạy trước khi đi liếc đệ đệ một cái la lão nhị thầm le lưỡi nhìn ra được huynh trưởng ở bên này rất vất vả thương chiêu tông lại gần cười hỏi mông bá bá có phải hơi quá nghiêm khắc với đại an không hai nhi tử của la an đặt tên rất đơn giản một người tên la đại an một người tên la tiểu an đại an theo võ tiểu an theo văn mông sơn minh nói năm xưa ta cũng làm như vậy lam nhược đình cười tiếp lời nghiêm sư gia cao đồ, Lam Nhược Đình quay đầu gian dậy tiểu tử bên cạnh mình. Thấy huynh trưởng của ngươi chưa, còn cảm thấy đọc sách, viết chữ mệt không, là tiểu an cười gượng, sư phụ nói đều đúng, Lam Nhược Đình hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc tinh danh, khôn vật, trở về chép lại một trăm lần thứ ngày hôm qua chép. Là tiểu an ủ rũ lên tiếng, vâng, mông sơn minh nhìn mấy người, biết dưới tình huống bình thường không có việc gì thì họ sẽ không đến cùng nhau. Nam Châu mới ổn định, có nhiều việc bận, Thương Chiêu Tông hiểu ý Mông Sơn Minh, giải thích rằng: "Đạo gia hiện không có trong Nam Châu mà làm khách bên Vạn Thú môn nước Tống, Trần Đình Tú của Thiên Ngọc môn cũng đi theo." Người được phái đi nước Tống nghe người bên kia nói một tiếng, không rõ tình huống cụ thể, không biết đạo gia ở bên kia làm gì. Mông Sơn Minh lẩm bẩm, ẩn giấu âm thầm rời khỏi Nam Châu. Sau trận chiến mãi không lộ mặt ở Nam Châu, xem ra tạm thời hắn không có vống liếng đối kháng lại Thiên Ngọc môn. Lam Nhược Đình đầy bí hiểm nói: Sớm muộn gì sẽ ngóc đầu trở lại, Thương Thục Thanh trầm ngâm nói, giờ chúng ta đều khỏe, hy vọng Thiên Ngọc Môn không đuổi theo đạo gia. Mấy người hiểu ý Thương Thục Thanh, nàng lo Ngưu Hữu Đạo và Thiên Ngọc Môn đấu nhau chuyển từ trong Nam Châu ra ngoài. Nếu đấu ngay mặt thì thực lực của Ngưu Hữu Đạo chịu thiệt nhiều hơn, thật khiến người lo lắng. Mông Sơn Minh thấy dầu lo trong mắt Thương Thục Thanh, lòng thầm thở dài. Nhà đầu này càng kéo dài càng lớn tuổi, Mông Sơn Minh định sau trận chiến sẽ tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện đàng hoàng nhưng bây giờ không biết đến ngày nào mới gặp hắn. Mông Sơn Minh an ủi, vị đạo gia này là kiêu tử một thế hệ, phong vân trong tay, có thủ đoạn hàng long phục hổ, trăm tà không xâm, bọn giặc né tránh. hắn sẽ không sao, chờ hắn về là lúc khải hoàn. Trong đình viện có khách đến, là lão nhân chân chất theo bên văn tâm chiếu. Trần Đình tú kinh ngạc hỏi, tại sao cần gặp mặt ở bên ngoài? Lão nhân chân chất nói không phải phu nhân không động được tiến nhân kia mà vì lo bên trưởng môn nên mới không làm gì. nếu không đã chẳng đến lượt ngươi đứng ra. ngươi lỗ mãng xông vào bên kia thì không thích hợp. phu nhân biết ăn nói thế nào với trưởng môn. vạn thú môn có nhiều tai mắt, không phải chỗ nói chuyện. trần ninh thú sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng. bằng vào thế lực của văn tâm chiếu sao có thể không giết chết hồng nương được? xem ra mình đột nhiên xông vào nói chuyện đó thật sự hơi đường đột. bởi vậy đuổi mình đi là cố ý làm cho đỗ vân tan xem. Trần Đình Tú vội giải thích, là tại hạ lỗ máng, khi ấy cũng vì bất đắc dĩ. Tại hạ có tài đức gì mà mời được phu nhân ra gặp nên đành tìm tới cửa. Lão nhân chân chất nói, đừng dài dòng, có đi không? Trần Đình Tú cười nịnh, phu nhân đã mời nào dám không đi, tất nhiên sẽ đến đúng hẹn. Lão nhân chân chất bỏ lại một câu rồi đi, hai ta không tiện đi cùng, người hãy đi một mình. Trần Đình Tú bước nhanh theo định đưa tiến, ai ngờ bị người ta ném một câu cản lại. Không cần tiến, dễ khiến người chú ý trần đình tú đành ngừng bước chắp tay nhìn theo đối phương ra cửa trần đình tú quay đầu cảm giác như sơn trọng thủy phục nghi không đường liễu ám hoa minh lại nhất thôn trần đình tú cười tâu lòng lâm lâng, lâng có văn tâm chiếu ra tay xử nghiêu hữu đạo thì hắn chết chắc còn về hồng nương chỉ cần hắn chết thì thiên ngọc môn dễ dàng xử bà rồi báo cáo cho văn tâm chiếu một bên không tiện tự tay giết nghiêu hữu đạo bên kia khó ra tay giết hồng nương hai bên thật là hợp nhau Trần Đình Tú thẩm phục mình ra chiêu quá hay. Trần Đình Tú lắc đầu cười cợt lẩm bẩm, Ngưu Hữu Đạo ơi là Ngưu Hữu Đạo, người nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết vào tay hai nữ nhân tranh phong cật thố vì nam nhân khác. Chọn thuộc hạ nào không chọn cố tình chọn giải rách, ham mô này thật khiến người không dám cung duy. Không nương tề kinh, ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy Trần Đình Tú vui vẻ, mấy đệ tử lại gần. Trần Đình Tú ra lệnh, chọn hai người đi theo ta một chuyến, những người khác ở lại canh chừng sau đó ba người đi ra sơn môn vừa ra sơn môn trần đình tú ngây người chỉ thấy văn tâm chiếu đứng trên ngọn cây không xa váy tung bay dường như đang đợi gã chẳng phải sợ bị người thấy sao vì sao văn tâm chiếu trở tại đây tuy trần đình tú thắc mắc nhưng không dám do dự bay nhanh lại gốc cây cười tươi ngước đầu lên chắp tay nói đỗ phu nhân văn tâm chiếu từ trên cao cao ngạo rũ mắt xuống lão nhân chân chất chậm rãi đi ra từ rừng cây đến trước mặt trần đình tú trần đình tú lại chắp tay còn chưa thỉnh giáo Tôn Tính đại danh, thanh âm ngừng bật, tia sáng lạnh bắn ra từ ống tay áo lão nhân chân chất xuyên thủng tim Trần Đình Tú, từ sau lưng bay ra kèm theo máu tươi. Trần Đình Tú trợn to mắt chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình. "Ngươi!" Một thanh phi kiếm ngắn nhỏ bay một vòng về vạch một luồng sáng lại cắt cổ Trần Đình Tú phun máu ra, mang theo người gã ngã xuống đất. Trần Đình Tú co giật nằm dưới đất, trợn to mắt nhìn lão nhân chân chất sau đó khó khăn rời sang nhìn Văn Tâm Chiếu đứng trên ngọn cây khinh thường nhìn xuống không hiểu trần đình tú thật sự không hiểu vì sao muốn giết gã trực tiếp ra tay giết ngay trước cửa vạn thú môn tia sáng lạnh vụt qua lão nhân chân chất quét ống tay áo phi kiếm bay vào trong tay áo diệt một người dễ như trở bàn tay thậm chí không cho trần đình tú thời gian phản ứng hai đệ tử đi cùng ngây người một lúc sau đó hét lên sư phụ họ trơ mắt nhìn trần đình tú ngã xuống bị lão nhân chân chất nhìn chằm chằm làm họ không dám đến gần phan tâm chiếu đứng trên ngọn cây rũ mí mắt xuống nhìn nếu không phải vì báo cáo cho sư huynh thì bà chẳng cần ra mặt xử thứ như vậy. Bà xử người ngay trước cửa vạn thú môn thì sao? Chẳng lẽ muốn bà theo Trần Đình Tú đi xa chút? Văn tâm chiếu lười chơi với Trần Đình Tú, không xuống tay trong vạn thú môn là vì cho vạn thú môn mặt mũi. Còn thiên ngọc môn gì đó chẳng là cái thá gì với bà. Một trường lão của thiên ngọc môn tầm thường muốn giết thì giết, họ làm được gì? Thiên ngọc môn dám đến thiên hành tông hỏi tội văn tâm chiếu không? Văn tâm chiếu lắc người bay xuống ngoài sân môn, chậm rãi bước vào vạn thú môn, mặt không biểu tình chẳng thèm che giấu. Đệ tử thủ vệ của vạn thú môn bị cảnh này hù giật mình, hai đệ tử đứng hai bên cửa chậm rãi ngoái đầu nhìn văn tâm chiếu đi khuất, câm nín. chương 741, chết quang vinh, lão nhân chân chất xác nhận Trần Đình Tú đã chết sau đó lắc người đi theo văn tâm chiếu. Hai đệ tử thiên ngọc môn quỳ bên cạnh Trần Đình Tú, ôm xác chết gào khóc. Sư phụ, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ít nhất gây động tĩnh không nhỏ văn tâm chiếu biết rõ tất cả bà trở lại khách viện thấy đỗ vân tang khoanh chân đả tỏa trên tháp ngắn trong các đỗ vân tang biết ai đến nhưng không mở mắt ra văn tâm chiếu nhìn đỗ vân tang một lúc sau đó nhẹ giọng nói người thiên ngọc môn đó bị giết ngoài cửa vạn thú môn có người nhìn thấy có lẽ sẽ hơi rắc rối đỗ vân tang vẫn không mở mắt chậm rãi nói rắc rối của nàng là rắc rối của ta nàng có rắc rối gì cứ để ta ngăn đi nghỉ ngươi đi khóe môi văn tâm chiếu cong lên từ nhỏ đến lớn bà thích nhất là sư huynh nói những lời như vậy với mình phan tâm chiếu khẽ ừ thản nhiên rời đi trong chính điện tây hải đường đang tiếp khách đứng bật dậy không dám tin đệ nói cái gì khách quý ngồi hai bên cũng kinh ngạc đứng dậy hai mặt nhìn nhau triều kính nhận được thông báo dở khóc dở cười nói không sai được thưa trưởng môn đệ tử ngoài sơn môn thấy tận mắt bây giờ đệ tử của thiên ngọc môn nâng xác chết ở bên ngoài kêu oan đòi vạn thú môn chúng ta cho lẽ công bằng mà tây hải đường đen thui trầm giọng nói nữ nhân niên kia muốn làm cái gì vậy lúc trước văn tâm chiếu đánh người vì nể mặt thiên hành công nên họ đã giúp xóa bỏ giờ còn công khai giết khách của vạn thú môn bảo vạn thú môn phải ăn nói với bên ngoài thế nào thiên ngọc môn có không ra gì thì ngươi cũng không thể đánh người ngay cửa nhà của ta chứ đồn ra ngoài còn gì là thể diện của chúng ta nữa tây hải đường suýt bật thốt muốn giết người không thể dẫn đi xa chút rồi hành động sao làm thịt ngay trước cửa vạn thú môn uống lộn thuốc đấy à? Chiều kính thở dài, ai biết nữ nhân điên kia muốn làm cái quái gì? Tây Hải Đường chắp tay nói với khách, các vị, xin thứ lỗi, ta có chút việc cần giải quyết. Mấy người chắp tay nói thông cảm, hoặc nói mời tự nhiên. Tây Hải Đường xảy bước đi ra ngoài, có người khác thay thế tiến khách. Tây Hải Đường đến sân chống cạnh đại điện, bước xuống bậc thang xem. Trên bình đài bậc thang giữa sườn núi cao, hai hàng đệ tử thiên ngọc môn đầu cột vải trắng, giữa hai hàng người đặt xác chết chùm vải trắng, hiển nhiên là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn. Tây Hải đường hơi nhức đầu, y không thể vì Thiên Ngọc Môn tầm thường mà trở mặt với Thiên Hành Tông, nhưng dù gì là khách của vạn thú môn chết, bị giết ngay ở cửa nhà ngươi, hung thủ giết người xong còn ở trong nhà ngươi, nếu ngươi không cho một lời giải thích lỡ đồn ra ngoài thì người trong thiên hạ sẽ nói sao? Lời đồn đáng sợ, cái gọi là danh môn chính phái phải biết giữ mặt mũi. Con người sống trên đời là phàm nhân hay tu sĩ, khi đã vỗ ngực mình đường đường chính chính thì không thể bỏ qua sĩ diện, đương nhiên không thiếu kẻ mặt lì nhưng vạn thú môn là loại vứt bỏ mặt mũi sao tây hải đường vốn định vắng vẻ trần trưởng lão một lúc rồi mới gặp kết quả người sống sờ sờ biến thành xác chết nằm ở đây cho y gặp tình cảnh này khiến tây hải đường không biết nên nói cái gì sớm biết vậy đã sớm gặp người không chừng người ta đi rồi đã không dẫn đến việc này thôi tây hải đường tạm thời không đi xuống gặp đám đệ tử thiên ngọc môn y chuyển hướng tìm người thiên hành tông đòi giải thích tây hải đường nhanh chóng đến khách viện nơi ở của thiên hành tông một đường thông suốt không bị ngăn cản tây hải đường gặp đỗ vân tang chắp tay sau lưng đứng chờ ở đình đài lầu các tây hải đường cách thật xa đã hỏi tội đỗ vân tang phu nhân của ngươi làm chuyện tốt một đám người đi theo sau tây hải đường đỗ vân tang xoay người chờ tây hải đường sắc mặt âm trầm đến gần mới chậm rãi nói chuyện gì làm tây hải huynh tức giận như thế tây hải đường gắt lên ngươi giả bộ khờ với ta phải không đệ tử bổn phái thấy tận mắt phu nhân của ngươi dẫn người giết khách nhân của bổn phái ở ngoài sơn môn, ngươi không định cho ta lời giải thích nào sao? Đỗ Vân Tăng ồ lên, không cho là đúng nói. Thứ không biết trời cao đất rộng đó giết thì giết, có gì mà làm lớn chuyện? Đó là khách của vạn thú môn ta, thiên hành tông muốn làm gì? Hay để hôm khác đệ tử vạn thú môn cũng giết vài người trong thiên hành tông thử xem? Ngươi tốt nhất tìm hiểu rõ ràng chuyện thế nào? Tìm hiểu rõ, được. Tốt nhất là bây giờ ngươi nói rõ ra cho ta, người ta nâng xác chết tới đòi ta cho công bằng đây thứ đáng chết đó dám chạy đến nơi đây lấy việc hồng nương tề kinh ra nhục nhã bổn tỏa người nói xem có nên giết không nếu không phải nể mặt vạn thú môn thì ta đã trực tiếp ra tay tây hải huynh vạn thú môn của huynh thật là không có phẩm cách cao ai cũng được mời vào bây giờ ta nghi ngờ có phải vạn thú môn cố ý sắp xếp họ đến kiếm chuyện với ta không đừng nói lung tung hắn thật sự chạy tới dùng chuyện hồng nương tề kinh nhục nhã ngươi ta không rảnh dây dưa chuyện này với ngươi, tự tìm người thiên ngọc môn hỏi đi. Mới đổi nhóm người Tây Hải đường đi xong lại có người tìm tới cửa, bộ dáng hùng hổ. Ba trưởng môn tiêu giao cung, tử kim động, Linh Kim Sơn dẫn người cùng đến tìm Đỗ Vân Tăng đòi giải thích. Trần Đình Tú xét cho cùng là tu sĩ của nước Yến, tuy không phải người của ba phái nhưng một mặt nào đó cũng tính là người ba phái. Nếu Trần Đình Tú bị giết ở chỗ khác cũng đành thôi, ân oán khó nói rõ. Quan trọng là trưởng môn ba phái có mặt ở đây, Trần Đình Tú bị người giết ngay dưới mí mắt của họ, đây là muốn tát vào mặt họ. Người mình bị giết chết ngay trước mắt nếu không nói tiếng nào thì không ổn, dù không muốn đắc tội thiên hành tông cũng phải đứng ra đòi giải thích, không thì chẳng cách nào ăn nói với tu sĩ hiệu mệnh trong biên cảnh nước Yến. Trần Đình Tú xem như quang vinh chết, ít khi có cái chết của tu sĩ trong nước Yến mà kinh động đến trưởng môn ba đại phái, từ khi thiên ngọc môn khai tông lập phái tới nay chưa từng được đãi ngộ như vậy. Đỗ Vân Tàng lấy lý do như cũ chặn miệng trưởng môn ba phái tìm tới cửa, lấy chuyện hồng nương tề kinh nhục nhã trưởng môn thiên hành tông, làm vậy có khác gì tự sát. Người ta có thân phận thế nào, còn người có thân phận gì? Đổi lại là họ cũng không chấp nhận chuyện này, rất có thể giết người tại chỗ rồi. Không biết có phải trong lòng văn tâm chiếu bực tức hay sao mà cố ý gây phiền phức không nhỏ cho Đỗ Vân Tang, nhưng ông đứng ra gánh vác giúp bà, ngăn cản mưa gió để mặc bà tùy hứng. Đệ tử Thiên Ngọc môn ở trong vạn thú môn chịu áp lực lớn, người mấy môn phái lớn hỏi kỹ tình huống. Đa số đệ tử không biết, số ít biết chuyện đâu dám nói Trần Đình Tú muốn lợi dụng thiên hành tông đối phó Ngưu hữu đạo, khai thật chẳng khác nào công nhiên chuốc rắc rối cho thiên ngọc môn, trở về còn muốn lăn lộn trong môn phái không. Đám người ba đại phái nhóm tiêu giao cung có mặt ở đây, họ phải nói đỡ cho tu sĩ nước yến của mình để đừng quá xấu hổ mất mặt, cũng hy vọng bên thiên ngọc môn chịu giản xếp êm thắm. Có người ba đại phái ám thị, bên thiên ngọc môn cũng ảnh ra nói hình như Trần Đình Tú vì chuyện Hồng Nương có đi tìm văn tâm chiếu, thế là kẻ giết người vô tội, thiên hành tông không bị gì, ba đại phái hát đệm thiên ngọc môn cũng an toàn, trách nhiệm đổ hết lên người chết, cho Trần Đình Tú có chết cũng xứng đáng. Vạn thú môn xui xẻo theo, khách nhân chết trong nhà thì bên họ ít nhiều gì chịu trách nhiệm, vì hai chữ tình lý, phải tặng 100 vạn kim tệ cho thiên ngọc môn thay lời xin lỗi. Tóm lại thiên ngọc môn không truy cứu, bận rộn xong tây hải đường quay về chính điện đả tọa, hỏi cừu sơn tiến đến bẩm báo tình huống. Có khi nào liên quan tới nhiều hữu đạo không? Cái chết của Trần Đình Tú dính dáng đến Hồng Nương khiến người nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo đứng sau lưng bà. Chương 742, bởi vì có người một. Đặc biệt là hai người họ, Trần Đình Tú tìm Cửu Sơn hỗ trợ, hai người biết rõ gã tìm đến rất có thể là vì Ngưu Hữu Đạo nên không khó hiểu gã chạy tới chỗ Thiên Hành Tông nhắc chuyện Hồng Nương, suy nghĩ sơ liền đoán ra Trần Đình Tú muốn lợi dụng Thiên Hành Tông đối phó Ngưu Hữu Đạo. Tuy đã dàn xếp ổn thỏa vụ việc nhưng nói sao thì vạn thú môn phải điều tra rõ, làm sao trần đình tú biết phan tâm chiếu đánh hồng nương việc này đã bị hạ lệnh cấm ai để lộ tin tức có một số việc không chịu nổi điều tra đã tra ra trần đình tú và trần bá hầu như chân trước chân sau đi chỗ ở của thiên hành tông cừu sơn nói ta mới hỏi như hữu đạo hắn nói là trước đó không biết trần đình tú cũng đến thuộc hạ hồng nương tức giận chủ tử của mình bị đánh nhân dịp năm xưa quen biết đỗ vân tang nên chạy đi tìm đỗ vân tang lý luận rồi gặp trần đình tú Hồng nương trở về nói nên Nghiu Hữu Đạo mới biết Trần Đình Tú cũng tới. Không rõ hắn thật sự không biết hay cố ý phủi sạch, việc này căn bản không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh có liên quan tới hắn. Tây Hải Đường ngẫm nghĩ, hỏi: "Ai lộ tin tức cho Trần Đình Tú?" Cừu Sơn do dự một chút nói: "Có hai khả năng, một là đệ tử của Thiên Ngọc môn tiếp xúc với mấy đệ tử bên ta, hai là Triều Thắng Hoài Tôn tử của Triều sư huynh đi ngang qua bên Trần Đình Tú bị hắn giữ lại. Có đệ tử từng gặp hai người trò chuyện một lúc." không biết đã nói những gì. Sở vi dính líu tới chiều kính làm chân mày tây hải đường co giật, rũ mi mắt xuống hỏi. Đã hỏi mấy đệ tử kia chưa? Cưu Sơn trả lời, hỏi rồi, đều không thừa nhận đã tiết lộ việc này, nhưng có nhắc đến bên Thiên Ngọc Môn từng hỏi họ có chuyện văn tâm chiếu đánh Hồng Nương không, bọn họ cũng rất ngạc nhiên sao Thiên Ngọc Môn biết được. Đoán từ thời gian thì sau khi Trần Đình Tú gặp Triều Thắng Hoài rồi Thiên Ngọc Môn mới xác minh. Tây Hải Đường hỏi, người nghi ngờ Triều Thắng Hoài tiết lộ. Vì liên quan đến chiều kính, cục sơn châm trước từ ngữ. Đúng là có khả năng này, nếu đúng vậy chắc không phải chiều thắng hoài cố ý. Nghe đệ tử chứng kiến nói chiều thắng hoài chỉ đi ngang qua, không để Trần Đình Tú vào mắt, hơi nói năng lỗ mãng. Là Trần Đình Tú mặt dày cứng rắn giữ chiều thắng hoài lại uống trà, sau đó hình như hai người trò chuyện vui vẻ. Ta đã tiếp xúc với Trần Đình Tú, biết tính cách của hắn thế nào, lúc trước từng định ta, nên hắn có định chiều thắng hoài hòng đào chút tin tức hữu dụng cũng hợp lý. Người trẻ tuổi không chịu nổi cáo già như Trần Đình Tú, được nịnh hót hai câu nói lỡ miệng cũng không lạ. Tây Hải Đường lặng im một lúc rồi hỏi, "Đã hỏi Triều Thắng Hoài chưa?" Cừu Sơn đáp, "Vẫn chưa, dù sao dính đến Triều sư huynh, sợ khiến người chú ý, chủ yếu là hỏi ý của trưởng môn thế nào." Tây Hải Đường nói, "Thiên tư tu hành của tiểu tử này có hạn, không có tiền đồ gì, nếu Triều sư đệ mất thì hắn sẽ sống khổ. Chuyện không có gì ghê gớm, đã giải quyết, thôi đừng mở rộng ảnh hưởng trong môn nữa." dừng ở đây đi. Sư đệ, vạn thú môn nhà rộng nghiệp lớn đông người, mỗi người một ý nghĩ, quản lý khó khăn. Tây Hải Đường than thở, Cừu Sơn hiểu ý Tây Hải Đường, chuyện không có gì ghê gớm nếu túm chiều thắng hoài ra thì làm sao được. Chỉ khiến chiều sư huynh mất mặt xấu hổ, người cùng một phe phái không cần tự mình và mặt mình cho người khác có cơ hội thừa dịp. Cừu Sơn lên tiếng, rõ, nhưng Cừu Sơn vẫn báo cho chiều kính biết, để người ta tự mình đi hỏi. Cầu Sơn còn bảo sự việc do mình và trưởng môn đè xuống dùm. Triều kính lĩnh tình này, quay lưng bắt Triều Thắng Hoài về gặn hỏi. Triều Thắng Hoài khóc quỳ xuống, tóm lại chết không thừa nhận nói bị oan, cảm thấy uất ức đòi tìm người Thiên Ngọc môn đối chất. Tôn tử này rất biết nắm ngay điểm yếu lão gia tử nhà mình. Sao Triều kính có thể để Triều Thắng Hoài đi đối chất, không thể tự mình làm lớn chuyện. Tóm lại mắng một trận rồi phạt cắt tiền tôn tử mấy tháng. Chuyện này âm thầm bỏ dở. Bên Nghiêu Hữu đạo hắn ngồi trong đình một mình nhìn bàn cờ suy tư, tự chơi cờ một mình. sự việc hơi nằm ngoài dự đoán của nhiêu hữu đạo. khi trần bá sống trở lại là hắn biết mình đoán chính xác, biết năm xưa không đơn giản là đỗ vân tăng bỏ rơi hồng nương. trần bá trở về là hắn biết trần đình tú chết chắc. nhưng nhiêu hữu đạo nghĩ sao cũng không ngờ thiên hành tông công nhiên làm thịt trần đình tú, làm vậy chẳng phải là chuốc rắc rối cho mình sao? càng làm nhiêu hữu đạo bất ngờ là văn tâm chiếu tự mình ra tay, thế là sao? hắn hoang mang. Theo nghiêu hữu đạo đoán thiên hành tông giải quyết Trần Đình Tú mà không chuốc rắc rối vào mình, hắn có thể khoanh tay đứng bên ngoài. Giờ làm ra động tĩnh thế này, vạn thú môn điều tra tự nhiên kéo luôn hắn ra, khó tránh nghi ngờ hắn, nên Cửu Sơn mới chạy tới hỏi một tiếng. Dần ra nghiêu hữu đạo lần mò ra chút manh mối, khẽ thở dài. Xem ra quan hệ của Đỗ Vân tang và Văn Tâm Chiếu không tệ như đã tưởng. Viên Cương ở một bên nói, chỉ sợ điều tra tới chiều thắng hoài rồi dính tới đạo gia. Ngưu Hữu Đạo ấn nhẹ quân cờ lên bàn cờ, lo nhiều rồi, con người của Triều Thắng Hoài tuy không được tốt nhưng xem như người thông minh, trong lòng nên biết dù việc này điều tra ra có liên quan tới hắn thì cùng lắm là nói lỡ miệng, bị phạt một chút. Nếu kéo ta vào là kéo theo một chuỗi việc, rắc rối của hắn sẽ lớn. Triều Thắng Hoài có thể phân rõ nặng nhẹ, sẽ không khai ta ra, ngược lại. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, lại buông tiếng thở dài, tuy đã nhổ bỏ rắc rối Trần Đình Tú, nhưng mưu đồ lợi dụng mâu thuẫn giữa phu thê Đỗ Vân Tăng và Văn Tâm Chiếu để ông xử Văn Tâm Chiếu thì không thành công. Văn Tâm Chiếu vừa ra tay là nghiêu hữu đạo biết hết chuyện, tạm thời không có cơ hội chút giận cho Hồng Nương. Kế một hòn đá ném hai chim chỉ thành công một nửa, thành công mượn đao giết người, còn nửa kia thì hỏng. Lúc này Quản Phương Nghi đã một thời gian không lộ mặt bỗng lắc mông óng ẹo đi tới, hai tay vuốt váy sau mông ngồi xuống phía đối diện nghiêu hữu đạo. Quản Phương Nghi nhìn bàn cờ cười nói, nhìn ngươi rảnh rỗi còn có nhã hứng như vậy. Ngưu Hữu Đạo đặt một quân cờ, cười hỏi, bế quan ra rồi, quản phương nghi nhặt quân cờ trắng trong bát đựng cờ, đặt cờ xuống. Chơi cờ với ngươi hơi sợ, giết người trong vô hình. Trần Đại trưởng Lão cũng bị ngươi làm chết, nếu không ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sự việc làm hơi lớn, Trần Bá cảm thấy không nên giấu giếm quản phương nghi nữa, nói hết ra. Ngưu Hữu Đạo biết là Trần Bá mách cho quản phương nghi, hắn lại đặt quân cờ không phải chuyện ghê gớm gì, bị người ta ức hiếp cũng đành thôi, tội gì làm khổ mình, cũng khổ cho ta. Quản phương nghi dương mắt lên lấy làm lạ hỏi, người khổ cái gì, như hiểu đạo khẽ thở dài, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ trốn trong phòng không ra, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, ta không nhìn thấy làm lòng ngứa ngáy, một ngày không gặp như cách ba thu, sống một ngày bằng một năm. Quản phương nghi cười run người, hi hi, người muốn gặp thì dễ thôi, ta tắm rửa mà ngươi còn xông vào được, có cánh cửa nào có thể ngăn cản ngươi. Hai người này liếc mắt đưa tình, viên cương không nghe nổi nữa bỏ đi. Quản phương nghi liếc thấy viên cương rời đi, bà ngừng cười nghiêm túc nói. Đa tạ, ta xin nhận tấm lòng của ngươi, nhưng thật sự không cần thiết, ngươi không cần nhúng tay vào việc này. Nghiêu hữu đạo nói, xem ra là ta lắm chuyện, quản phương nghi nhìn thấy cờ, lắc đầu nói. Không phải lắm chuyện mà là ta không cần trả thù như vậy, nó không khiến ta vui, không trở ngại nàng ta vẫn cao cao tại thượng khi đối diện ta. Ta hy vọng có một ngày sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nàng ta, coi khinh nàng giống như nàng từng khinh khi ta, làm nàng đứng trước mặt ta không dám nói lời nào, không dám đắc tội ta giống như ta không dám đắc tội nàng. Trước kia ta không dám mơ như thế, nhưng bây giờ ta đã có niềm tin. chương 743, bởi vì có người khai. Nhiều hữu đạo lấy làm lạ hỏi, lấy đâu ra niềm tin, quản phương nghi đặt một quân cờ xuống, bởi vì ngươi, vì có ngươi nên ta có tin tưởng, cho nên ngươi không thể xảy ra chuyện, ít nhất không thể vì chút chuyện nhỏ làm ngươi ngã tại đây, ta còn trông chờ vào ngươi. Nghiêu hữu đạo cười tự diếu, đó là thiên hành tông, lý tưởng của bà hơi xa và lớn, làm ta thấy áp lực rất lớn. Hai người cười giỡn một lúc chợt nghiêu hữu đạo tình huống nghiêm túc nhắc nhở một câu. Theo ta thấy năm xưa vứt bỏ bà rất có thể bị chịu áp lực, có lẽ vì bảo vệ bà, trong lòng vẫn có bà. Quản phương nghi lặng im một lúc rồi nói, ta đã sớm có suy đoán, đợi hắn nhiều năm hy vọng có ngày hắn trở về cho ta một lời giải thích. Sự thực chứng minh mấy năm nay hướng cố gắng của hắn không có ta, hắn đã làm ra lựa chọn của mình, vậy nên tất cả đều trôi qua. Nghiêu hữu đạo nhẹ gật đầu nói, đã hiểu, bà nghĩ thoáng được thì tốt. Quản phương nghi nói, đã nếm trải hồng trần, bán tiếng cười cho người, còn cái gì đáng để lẩn quẩn trong lòng. Còn ngươi dường như chưa từng đụng vào tình cảm nam nữ, chính chắn đáng sợ. Lẽ ra tuổi của ngươi là lúc hướng đến tình yêu nam nữ, với điều kiện của ngươi cũng không thiếu mỹ sắc, nên ta không nghĩ ra. Ai, Tình cảm bị thương người, có vết xe đổ của bà rồi ta không muốn dây vào rắc rối. Bớt lôi chuyện của ta ra đi, chắc không phải người bị bệnh đi. Bà mới bị bệnh, đang nói chuyện thì viên cương trở về, không người thì thầm vào tai như hữu đạo. Đạo ra, treo cờ, như hữu đạo nắm quân cờ ném lên bàn chịu thua. Không được, hắn đứng dậy rời đi, quản phương nghi phi một tiếng. Suốt ngày lén lén lút lút, người xấu, như hữu đạo bồi hồi ở khe núi. Chiều thắng hoài lại hẹn gặp mặt mắng Nghiêu Hữu Đạo một trận, nói suýt hố y, hỏi tại sao không nói trước cho biết, hại y suýt lộ dấu vết. Nghiêu Hữu Đạo qua loa ứng đối, chỗ ta đã chuẩn bị xong, sắp hành động, người chuẩn bị tiếp ứng đi. Đây mới là mục đích chính Triều thắng hoài tìm Nghiêu Hữu Đạo, chuyện lần này thúc giục ý quyết định nhanh chóng ra tay, hy vọng sớm tiến Nghiêu Hữu Đạo đi. Nếu cứ xảy ra chuyện như vậy thì trái tim của Triều Thắng Hoài không chịu nổi giật mình, cả ngày treo tim treo gan, lúc thì bừng tỉnh khỏi ác mộng, thật là sống một ngày bằng một năm đại khái khi nào khoảng hai ngày này giờ chưa thể xác định thời gian cụ thể đợi tình huống có lợi mới được tùy thời sẽ hành động được rồi bên ta cũng sẽ sẵn sàng trước khi hành động báo một tiếng là được ta sẽ xếp người tùy thời tiếp ứng cứ vậy đi ta cảnh cáo ngươi ngay lúc then chốt đừng có gây sự nữa làm hỏng việc thì không trách ta được phía sau thùy la có tiếng vang Triều thắng hoài bỏ lại cảnh cáo rồi biến mất nghiêu hữu đạo ở lại thêm một lúc sau đó bình tĩnh trở về chạm mặt với viên cương chờ ở ven núi. nhưu hữu đạo bảo y thông báo cho đệ tử gần khu vực ngũ lương sơn sẵn sàng tiếp ứng. tạm thời thời gian cho biết là tiếp ứng cái gì. trước đó không dám tiết lộ tin tức dễ dàng. viên cương rất là lo lắng, không thể không nhắc nhở. đạo gia việc này không nhỏ, lỡ bị lộ thì rắc rối to. người thật sự yên tâm để tên kia làm việc này. nhưu hữu đạo nói chuyện đó chỉ có người ở trong vạn thú môn, quen thuộc bên trong mới có cơ hội xuống tay. người yên tâm việc này nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra không quá nguy hiểm chỉ cần can đảm cẩn trọng thì không có vấn đề lớn trong quá trình hành động chuẩn bị dược sẽ không có vấn đề chuyển vận xác chết nếu bị bắt có thể nói là đi đốt đưa đồ ra lỡ bị phát hiện thì nói là khống chế phi cầm bay hai vòng không ai có thể nói chiều thắng hoài đang trộm đồ miễn không bị bắt khi đang giao hàng các giai đoạn khác có xảy ra vấn đề chiều thắng hoài đánh chết cũng không nói là lén trộm ra đưa cho ngươi nếu không kéo ra một chuỗi vấn đề thì không ai bảo vệ chiều thắng hoài được hắn sẽ biết tìm lý do khác chối đẩy. Phần đoạn khác xảy ra vấn đề thì có chiều kính, không ai có thể chụp mũ tội danh lên đầu chiều thắng hoài được. Ta đã nói rõ đạo lý cho tên kia, trong lòng hắn đã có nắm chắc, sẽ cẩn thận ứng đối. Lùi một vạn bước, dù xảy ra chuyện miễn chúng ta chết không thừa nhận là xong. Viên cương lo lắng nói, chuyện đó mà có trục trặc gì dù cắn chết không thừa nhận cũng vô dụng. Như Hữu đạo nói, lòng trung thành của Bắc Châu, có miếng mồi này miễn tội danh không gắn lên đầu chúng ta thật thì ta có cách làm các phái lớn tiêu giao cung đứng ra tạo áp lực với vạn thú môn, bênh vực chúng ta. Chiều kính vì cầu tự bảo vệ mình sẽ là thế cục có lợi cho chúng ta. Đương nhiên ta không hy vọng đi đến bước đường đó, nhiều rắc rối, cách đó để dành khi không còn cách nào nữa. Đã hành động thì phải lấy đồ vào tay mới là thượng sách, đây là món tài nguyên không nhỏ. Viên cương nhẹ gật đầu, nếu đạo gia đã dự bị hậu chiêu đầy đủ thì y yên lòng nhiều hai người bỗng cùng ngoái đầu lại, một con kim xí từ trên trời giáng xuống đỉnh viện. Viên cương bước vào ngay, như hữu đạo chống kiếm làm gậy từ từ đi vào, ngồi xuống trước bàn cờ trong đình, dọn dẹp ván cờ, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Thiếu ngân nhi dường như yên tĩnh nhiều, yêu vương này cả ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật dễ ứng đối. Chốc lát sau viên cương trở lại, tay cầm mật thư, nói. Là bên Bắc Châu, như hữu đạo ngồi một tay vịn kiếm một tay cầm lấy mật thư, đọc xong chướng chân mày là Trần Quy Thạc gửi đến báo cho biết tình huống bên Bắc Châu, kèm nội dung ba phong thư gửi tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn. Trần Quy Thạc viết rõ ba phong thư trừ xương hô khác nhau ra nội dung giống y như đúc. Ngưu Hữu đạo cười lạnh, tay giật nhẹ, mật thư tự đốt cháy thành cho. Xem ra Đại Thiền Sơn khống chế thiệu bình ba rất nghiêm ngặt, trong tay không có tu sĩ khác để dùng, đi giao chuyện cơ mật như thế cho Trần Quy Thạc, Tống Thư. Viên Cương đã đọc thư nhưng bên trong không nói đến Tống Thư đưa tin, do dự hỏi. Tống thư, như Hữu Đạo nói, mấy năm nay ta luôn chú ý hắn, Thiệu Bình ba tự cho mình rất cao, sẽ không dễ bị người kiềm chế, hắn có khát vọng muốn thi triển, cho nên Bắc chống nước Hàn, Nam kháng nước Yến, ở giữa cân bằng, buông tay chăm lo cho Bắc Châu để chuẩn bị tích góp thực lực Nam chinh Bắc chiến. Không đến bất đắc dĩ Thiệu Bình ba sẽ không hoàn toàn nghiêng hướng nước Yến, vì hắn rất rõ ràng có vết xe đổ phản loạn, quy Yến hay Hàn thì nước nào cũng sẽ ra tay tăng mạnh khống chế hắn thậm chí cuối cùng xóa bỏ sức ảnh hưởng của hắn, Thiệu Bình Ba không muốn thấy điều đó. Quy thuận đàm phán, ta đoán Thiệu Bình Ba đang cố cứng đầu chống cự kéo dài thời gian, muốn ổn định hai nước Yến, Hàn. Chỉ cần bên ngoài không loạn là hắn sẽ ổn định Đại Thiền Sơn, Thiệu Tam Tỉnh không cho Trần Quy Thạc và Tống Thư chạm mặt. Nếu ta không đoán sai Tống Thư đã cầm thư đi nước Hàn. Nghiêu hữu đạo nhắm mắt, một tay loay hoay một con cờ trên bàn cờ tính thời gian thư tới lui. Viên cương không quấy giày Nghiêu hữu đạo, đi theo hắn nhiều năm nên rất rành, biết lúc này hắn đang tính toán vấn đề gì. Qua một lúc Nưu Hữu Đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian chắc hoàn toàn kịp, Viên Cương khó hiểu chờ Nưu Hữu Đạo vạch rõ ra. Nưu Hữu Đạo nhếch mép châm chọc, ta biết Thiệu Bình ba không phải loại người dễ chịu thua, chịu áp lực sẽ có phản ứng lại. Nếu Thiệu Bình ba ở yên không nhúc nhích thì ta không làm gì được hắn, chịu nhúc nhích là tốt rồi, ta chờ đã lâu." Viên Cương hỏi, "Còn đưa thư không?" Bên Trần Quy Thạc đang chờ trả lời của đạo gia. Đưa, như Hữu đạo đặt hai quân trắng, một quân đen lên bàn cờ, kêu Trần Quy Thạc tiếp tục đưa thư đi ba phái tiêu giao cung, làm theo ý Bắc Châu. Bên nước Hàn thì sai người cướp thư của Tống thư, Viên Cương hỏi, ngoài tầm tay với thì cướp thế nào? Chương 744, răng nanh, như Hữu đạo lại đặt ba quân đen lên bàn cờ, bình tĩnh nói. Tình huống khẩn cấp người đưa thư sẽ không tránh đông né tây, có tuyến đường có thể lần theo. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một chốc, báo cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Thú Sơn, lệnh ba phái liên lạc với người bên Đại Tuyết Sơn, băng tuyết các của nước Hàn nhanh chóng chạy tới đường người đưa thư đi ngang qua mai phục sẵn, còn kịp lúc. Phải bắt giữ người và vật cho ta, làm việc phải nghiêm mật không được để lộ tin tức. Dặn dò xong hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài đình, thấy một con kim xí đáp xuống. Viên cương bước ra khỏi đình, chờ con kim xí bay đi viên cương mới quay về, gật đầu nói. Đã phát ra tin tức, mới rồi bên thành vạn vật đưa tin, người của Đại Thiền Sơn ở bên đó có động tác, nhằm vào vạn thú môn. Nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng dậy, cười nói, ha ha, xem ra những người này đã nhận được tin phản hồi bên Đại Thiền Sơn, muốn đến bái phỏng trưởng môn sáu đại phái. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu sẽ gặp rắc rối đây, có khách đến, chúng ta nên đi nghinh, trước tiên quen mặt đã, về sau sẽ còn giao tiếp. Hai người vừa ra khỏi đình thì giọng quản phương nhi từ phía sau truyền đến. Lại đi đâu đấy, Ngưu Hữu Đạo, viên cương ngoái đầu nhìn quản phương nghi lắc mông từ hậu viện thướt tha đi tới như hữu đạo trả lời đi dạo nếu không sợ mất mặt thì đi chung không quản phương nghi xì một tiếng ta không trộm không cướp người cả ngày lén la lén lút không làm chuyện tốt như người không sợ mất mặt thì ta sợ cái gì quản phương nghi lắc mông đi ngang qua hai người ra khỏi cửa trước như hữu đạo mỉm cười chỉ sợ quản phương nghi vì hai bà tai kia mà luẩn quẩn trong lòng nghĩ thông thì tốt rồi như hữu đạo quay đầu nháy mắt với viên cương Viên cương hiểu ý đứng lại, y sẽ canh chừng chỗ này chờ tin tức qua lại. Bây giờ là giây phút then chốt của đạo gia, không thể có sơ xảy gì, cần có người tin cậy trong chừng. Trước Sơn Môn, Cửu Sơn nghênh khách, trong khoảng thời gian này vì chuyện của điệp mộng huyến giới nên Cửu Sơn thường xuyên nghênh tới đưa đi. Hết cách, Cửu Sơn là trưởng lão mới lên, tư lịch cạn nhất, để trưởng lão lâu năm làm việc này thì không thích hợp, y đành chịu mệt nhọc. Cửu Sơn đi cùng khách chỉ điểm bốn phía non nước như tranh, vừa vào sơn môn không lâu thì gặp hai nam nữ đi dạo hai người này là nghiêu hữu đạo và quản phương nghi quản phương nghi đi cùng một đường đang khó hiểu tiểu tử này muốn làm gì bà nhạy bén quan sát thấy có chuyện gì đó chứ không phải đơn giản đi dạo cừu sơn đi cùng khách chính là nhóm người đại thiền sơn họ đến đây vì quan sát huyễn giới tạm thời có nhiệm vụ khác nên đành đến quấy giày vạn thú môn cừu sơn cười lên tiếng chào hỏi nghiêu lão đệ hồng nương sao hai người đi dạo đến nơi này Cừu Sơn xem kỹ sắc mặt quản Phương Nhi, phát hiện nữ nhân này đúng là hỏa thủy, vì bà mà vạn thú môn khi không mất 200 vạn kim tệ, may mắn Nhiêu Hữu Đạo không chịu nhận nên bớt tốn 100 vạn. Nghe chữ, Nhiêu, và Hồng Nương, trưởng lão hoàng thông của Đại Thiền Sơn chân mày nhúc nhích, mắt nhìn hắn. Nhiêu Hữu Đạo cười xoa, khảo sát đường chạy trốn trước để lỡ gặp đánh hoặc giết người thì tiện chạy trốn. Cừu Sơn cười khổ nói, Nhiêu Huynh Đệ nói đùa, không gây sự tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhiêu Hữu Đạo nói, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng thông ở một bên sen lời, hai vị này không lẽ là nghiêu hữu đạo của Nam Châu nước Yến, Hồng Nương Tề Kinh. Nghiêu hữu đạo lên tiếng, đúng rồi, nghiêu hữu đạo giả vờ kinh ngạc hỏi, tôn giá là, Hoàng thông nhìn nghiêu hữu đạo chầm chầm, chậm rãi nói. Hoàng thông, trưởng lão của Đại Thiền Sơn thiểm liệt, nghiêu hữu đạo khách khí chắp tay, Đại Thiền Sơn, à, Hoàng trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu. Hồng Nương mỉm cười hơi khom người chào, Hoàng Thông nói, ta cũng kính tiểu huynh đệ rất lâu rồi, ngoài miệng nói kính lâu nhưng ngữ điệu của Hoàng Thông không tốt chút nào. Nghiêu Hữu đạo chống kiếm cười to bảo, không dám không dám, ta còn tưởng người của Bắc Châu đều không nói lý, giờ xem ra Đại Thiền Sơn rất thông tình lý, không giống thiệu bình ba thí mẫu giết huynh. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Đại Thiền Sơn tốt hơn là cách thiệu bình ba xa chút, miễn cho bị vạ lây. Hoàng Thông hỏi, tiểu huynh đệ đang uy hiếp ta sao? Nghiêu Hữu đạo nói, xem ra hoàng trưởng lão có thành kiến với ta, nhưng ta thật sự vì tốt cho đại thiền sơn. Ta đem xem thiên tượng đoán không lâu nữa Bắc Châu sẽ có biến cố lớn, có dấu hiệu đổi chủ nên mới dâng lên lời này, đại thiền sơn nên sớm mưu đường lui thì hơn. Quản phương nghi luôn môi treo nụ cười trong mắt xoay tròn, nhìn người này lại ngó người kia, sao cảm giác như hữu đạo đi ra ngoài dạo bộ là vì vị này. Hoàng thông cười nhạt, ngươi lo mà nghĩ cách làm sao đối diện thiên ngọc môn ở Nam Châu đi, không theo hầu không hợp nhau nói nửa câu đã nhiều hoàng thông đi lướt qua nghiêu hữu đạo cừu sơn lắc đầu đi theo chờ một đám đệ tử đại thiền sơn lướt qua người nghiêu hữu đạo lên tiếng hoàng trưởng lão nói đến thiên ngọc môn làm ta chợt nảy ý ta sớm muộn gì sẽ đổi thiên ngọc môn ra đại thiền sơn nếu đại thiền sơn không ở nổi trong bắc châu nữa nhớ suy xét đến nam châu chú tránh cho mắc công tới lui giữa hai nước yến hàn nghiêu hữu đạo nói rõ mâu thuẫn với thiên ngọc môn ngay trước mặt công chúng Cửu Sơn nghe giọng điệu của hắn mà tim đập chân run, phát hiện đám người tranh giành địa bàn này quả nhiên khác với người buôn bán bên vạn thú môn, răng nanh trần trụi lộ ra ngoài. Quản Phương Nghi cũng bị lời ngung cuồng hù hết hồn, Hoàng Thông đột nhiên dừng bước, Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục bảo, Hoàng trưởng lão đến để bái kiến trưởng môn sáu đại phái yến, hàn đúng không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bái kiến hay không thì ý kiến không lớn, dù có người qua được trước mắt nhưng tương lai thì sao? Nước Yến hoặc nước Hàn sẽ có ngày ra tay với Bắc Châu, Chịu đựng qua một lúc cũng sẽ không lâu dài. Phụ tử thiểu thị đều là nghịch tác đối với Yến, Hàn. Dung bình quận vương thì khác, là hoàng thân quốc thích, huyết mạch chính thống của thương thị. Triều đình nước Yến chiêu cáo thiên hạ sắc phong dung bình quận vương làm thứ sử Nam Châu, là châu mục Nam Châu danh chính môn thuật. Nếu Đại Thiền Sơn liên hợp với ta, có dung bình quận vương hết sức ủng hộ thì đến Nam Châu dễ dàng, Bắc Châu là đất thị phi không cần cũng thế. Lời tâm huyết mong Đại Thiền Sơn nghĩ kỹ. Cầu Sơn nghe những lời này cảm thấy hơi chu tâm, liếc trộm Hoàng Thông. Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lánh, đầu Hoàng Thông hơi nhúc nhích dường như muốn quay lại nhưng cuối cùng không ngoái đầu, tiếp tục sải bước đi tới. Quản Phương Nghi nhìn theo đoàn người đi xa, quay sang ngó Nghiêu Hữu Đạo, nạt nhẹ. "Người xấu, Nghiêu Hữu Đạo nói, đã bao giờ phi lễ bà sao?" Quản Phương Nghi nói, còn không thừa nhận, người đang đào góc tường của Thiệu Bình Ba, nếu hắn biết sẽ tức hộc máu. Nghiêu Hữu Đạo khẽ thở dài, làm gì dễ đào góc tường vậy đại thiền sơn và thiệu thị khoanh tay đứng giữa từ lâu đã đắc tội ba đại phái nước yến ba đại phái không đồng ý dù họ muốn đến nam châu cũng không được quản phương nghi kinh ngạc hỏi không phải người muốn bắt tay với đại thiền sơn đuổi thiên ngọc môn đi sao như hữu đạo nói đại thiền sơn ở nam châu và thiên ngọc môn ở nam châu có gì khác nhau sao nếu đại thiền sơn thay thế vị trí của thiên ngọc môn trong nam châu thì quay đầu vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt có vết xe đổ của thiên ngọc môn thì họ xuống tay càng ác hơn. Quản phương nghi gắt lên, vậy ngươi còn nói làm chi? như hữu đạo nói, nói chơi thôi, dù sao rảnh. Quản phương nghi câm nín, như ngươi mà bảo là rảnh. Trong điện, Tây Hải đường NGS bẩm báo ngạc nhiên xoay người. như hữu đạo đã nói vậy, Cừu Sơn gật đầu nói, ta nghe tận tai, phải rồi, Hoàng thông cầu kiến trưởng môn sáu đại phái đều bị từ chối, không ai chịu gặp. mươi 745, chúng kế rồi. Tây Hải Đường nói, Bắc Châu đứng giữa lợi dụng hai bên chế hoành nhau, sớm đắc tội hai phái, huống chi chỉ có một trưởng lão Đại Thiền Sơn đến, đâu dễ gặp trưởng môn sáu đại phái, bọn họ không nể tình Đại Thiền Sơn là hợp lý. Nhưng người của Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu sao lại đấu với Bắc Châu nữa? Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Ngọc Môn, Đại Thiền Sơn, Ngưu Hữu Đạo, Trần Đình Tú, giờ lại đến Hoàng Thông. Ngưu Hữu Đạo đi gặp sáu đại phái, Trần Đình Tú đã chết. Đại Thiền Sơn đến tìm sáu đại phái, ở giữa chuyện này có mối liên kết nào không? Đang đấu sức ở Nam Châu hay Bắc Châu? Ta hoang mang quá, Cừu Sơn lắc đầu nói. Hình như Nghiêu Hữu Đạo và Thiệu Thị Bắc Châu có xích mích, không rõ lắm. Vạn thú môn chúng ta làm mua bán với người trong thiên hạ, ít khi tham dự vào mấy chuyện này. Tây Hải Đường cảm khái. Đúng vậy, địa bàn thiên hạ chỉ có bấy nhiêu, đám người này đánh giết làm sinh linh đổ thán, giành tới giành lui không ngừng. Bao nhiêu môn phái nổi lên rồi suy tàn, chưa chắc là chuyện xấu cho vạn thú môn chúng ta. Nhưng họ chạy hết vào vạn thú môn là sao? Đem vạn thú môn của ta làm sân đấu sao? Hoàng thông đi loanh quanh trong đình viện tâm tình rất nặng nề, bị sáu đại phái từ chối gặp mặt, không rõ tình huống thế nào. Nhưng cũng trong dự đoán, bên tông môn hồi âm bảo trưởng môn hoàng liệt tự mình đến. Trong óc hoàng thông thỉnh thoảng nổi lên lời như hữu đạo đã nói, có chút đạo lý. Như hữu đạo cố ý nhắc đến chuyện này là có ý gì? Phủ thứ sử Bắc Châu, một đám tu sĩ hội tụ ngoài chính sự đường. Đám quan viên làm việc hàng ngày trong đường cẩn thận đi ra, ngẫu nhiên dương mắt liếc những tu sĩ cầm bảo kiếm. Trong chính sự đường đã đuổi hết những người không liên quan. Thiệu Bình Ba nhìn Trung Dương Húc ung dung đi vào, y xử lý chính vụ đứng dậy vòng ra khỏi bàn dài, chắp tay hỏi: "Bá phụ làm vậy là sao? Trung Dương Húc chỉ đuổi hết người đi." Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh không lên tiếng, Trung Dương Húc lạnh lùng nhìn Thiệu Bình Ba: "Tại sao dậy mãi không sửa?" Thiệu Bình Ba hoang mang hỏi, sao bá phụ nói vậy? Tiểu Điệt không hiểu, xin bá phụ chỉ rõ. Trung Dương Húc nói, ngươi đang giả khờ với ta. Tin tức truyền rất nhanh, ngoài cửa hơi ồn ào, Thiệu Đăng Vân nghe tin chạy nhanh đến. Trung Dương Húc quay đầu lướt một cái, Thiệu Đăng Vân đi tới chắp tay hỏi, Trung Huynh, có chuyện gì mà làm rầm rộ vậy? Trung Dương Húc hết cảm hướng Thiệu Bình Ba, ngươi hỏi nhi tử của ngươi đã làm chuyện tốt gì đi? Thiệu Đăng Vân tóc hoa dâm nhìn nhi tử, hỏi xảy ra chuyện gì, thiệu bình ba chắp tay nói, phụ thân, nhị tử cũng không biết, đang xin hỏi bá phụ. Thiệu đăng vân cau mày khó hiểu, trung dương hút chất vấn, ta đã cảnh cáo người đừng chọc vào nghiêu hữu đạo nữa có đúng không? Thiệu bình ba nói, tiểu điệt luôn ghi nhớ trong lòng, trung dương hút mỉa mai, ghi nhớ trong lòng, phái người chạy đến thành vạn vật ám sát nghiêu hữu đạo, câu kết thiên ngọc môn nam châu hãm hại, đây là ghi nhớ trong lòng mà ngươi nói. Ngươi nhiều lần không nghe vào tai lời của Đại Thiền Sơn, có phải cho rằng Bắc Châu không thể thiếu ngươi, không dám động ngươi? Thiệu Đăng Vân nhìn Nhi Tử chằm chằm, Thiệu Bình Ba kinh ngạc hỏi, sao bá phụ nói vậy, tin đồn từ đâu ra? Trung Dương Húc nói, ngươi không cần biết tin tức từ đâu đến, ta chỉ hỏi có phải là ngươi làm không? Thiệu Bình Ba nhìn bộ dáng của đối phương biết lần này sẽ không nương tay, ngu mới thừa nhận. Thiệu Bình Ba nghiêm nghị thề thốt phủ nhận, tuyệt đối không có việc đó. Thiệu Đăng Vân trầm ngâm hát đệm, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không Trung Huynh? Trung Dương hút cười gần, hiểu lầm, thiệu huynh, trời sắp sập, nhiều hiểu đạo đã quê quá hóa giận lén bản với trưởng môn sáu đại phái hai nước Yến, Hàn, còn cần ta giải thích định xuống tay với người nào sao? Biểu tình thiệu đăng vân trầm trọng, hiểu đại thiên sơn chịu áp lực lớn. Thiệu đăng vân nghiêng đầu nhìn nhi tử, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Phụ thân, nhi tử không biết xảy ra chuyện gì, chắc có người vu oan hãm hại. Bá phụ đã cho rằng là tiểu điệt làm thì hết cách giải thích. Nhưng tiểu điệt tin người thanh tự thanh, người dơ bẩn tự dơ, sự việc rồi sẽ có ngày rõ ràng. Khuôn mặt thiệu bình ba bi hờn chắp tay hướng trung dương húc. Tiểu điệt nguyện tự nhốt trong tù, ngày nào chưa được trong sạch thì ngày đó không ra, mãi cho tới khi đại thiền sơn tra rõ sự thật thì thôi, khi đó nhận giết nhận nghiền. Tiểu điệt giải quyết như vậy không biết bá phụ có vừa lòng. Trung dương húc siết chặt kiếm. Đại Thiền Sơn truyền tin dặn là Thiệu Bình ba kháng mệnh nhiều lần, sau khi điều tra rõ phải chém mọt tay một chân coi như bài học nếu sự việc không thể cứu vãn thì chu sát tiểu tặc hại đại thiên sơn này. Nhưng trước mắt thiệu bình ba chết không thừa nhận, vì chứng minh trong sạch thậm chí đồng ý tự nhốt trong tù chờ xử trí. Phải chăng có hiểu lầm gì, Trung Dương húc thấy do dự, thiệu bình ba chắp tay hướng thiệu đăng vân, phụ thân, trong khi nhi tử tự nhốt trong lao tù không thể phân ưu cho phụ thân, sự vụ quân chính Bắc Châu nhờ vào phụ thân. Thiệu Đăng Vân nhìn Nhi Tử chằm chằm thấy rõ ẩn ý trong mắt y. Thiệu Bình Ba không nói nhiều, đứng dậy sải bước ra ngoài, Thiệu Tam tỉnh theo sát. Hai người bị tu sĩ ở cửa ngăn cản, Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn Trung Dương Húc. Trung Dương Húc phung tay áo, tu sĩ tránh đường. Hai chủ tớ đi ra chính sự đường, có tu sĩ đi theo. Địa lao trong phủ mở ra, âm u ẩm ướt. Thiệu Bình Ba ra hiệu ngục tốt mở lồng sắt trong phòng, tự mình đi vào. Chờ địa lao yên tĩnh lại, Thiệu Bình Ba liên tục ho sặc sụa, ho như sắp văng phổi ra. Thiệu Tam tỉnh ở ngoài lồng giam dán sát rào chắn, biểu tình lo lắng kêu lên đại công tử thiệu bình ba ho một lúc mới ngừng tay áo lại thêm vết máu thiệu bình ba đến gần rào chắn nhẹ phất tay áo biểu thị không sao thều thào đại thiền sơn vô năng nghiêu tặc xảo trá chúng kế rồi thiệu tam tỉnh giật mình kêu lên chúng kế gì thiệu bình ba nói đại thiền sơn biết nghiêu hữu đạo liên lạc với sáu đại phái thì còn hợp lý nhưng sao biết ta phái người ám sát nghiêu hữu đạo sao biết ta câu kết thiên ngọc môn chắc chắn là nghiêu hữu đạo cố ý lộ ra cho đại thiền sơn để Đại Thiền Sơn biết họa lớn này do ta dẫn đến, mục đích là lợi dụng Đại Thiền Sơn khống chế ta, cắt đứt sự khống chế của ta với bên ngoài để ta ngồi chờ chết. Hắn đã quyết tâm không cho ta chạy, muốn giam ta tại đây, quyết lấy mạng ta. Thiệu Tam Tỉnh khẽ kêu lên, vậy sao vừa rồi Đại Công Tử không nói rõ với Trung Lão đây là gian kế của Ngưu Tặc? Thiệu Bình Ba nói, nói rõ thế nào, thừa nhận đây là sự thật sao? Sự việc liên quan sống còn của Đại Thiền Sơn, người có thấy bảo kiếm trong tay Trung Dương hút không? ngày thường trung dương úc đi lại trong phủ không cầm kiếm lần này mang kiếm đến gặp nếu ta thừa nhận thì dù không giết ta cũng rất có thể cho ta bài học khắc cốt minh tâm ta kháng mệnh nhiều lần làm ra chuyện như vậy đại thiền sơn tức giận nếu ta không lấy lùi làm tiền thì không chết cũng tàn phế thiệu tam tỉnh hỏi bây giờ nên làm sao đây thiệu bình ba nói như tặc âm ngoan khiến đại thiền sơn khủng hoảng trách tội ta cắt đứt liên lạc giữa ta và bên ngoài giờ ta chỉ có thể ngồi chờ kết quả sẽ có người Đại Thiền Sơn đi vạn thú môn, bên vạn thú môn cũng có một trận đấu. Đại Thiền Sơn tự cho mình cao nhưng thật ra to xác mà không não, không đấu lại như tặc. Chỉ hận ta không phải người tu hành, thu hoạch tình báo có hạn, khó mà tham gia sâu vào. Giờ hắn động tay chân vào giới tu hành, ta ở thế giới rất là bị động. Hiện giờ chỉ có thể chờ tin bên Yến, Hàn. Chỉ cần sáu đại phái bắt đầu liên lạc với ta thì Đại Thiền Sơn không dám động vào ta, không thể không thả ta ra ngoài chủ trì cục diện hóa giải nguy cơ trong chính sự đường trống rỗng chỉ có một mình thiệu đăng vân ngồi yên nhắm mắt trầm tư quản gia dương xong đi vào lại gần thiệu đăng vân khẽ hỏi đại nhân có dùng cơm chưa không chương 746, ôn dịch một thiệu đăng vân chậm rãi mở mắt ra mắt lóe tia sáng oai vũ khiếp người thiệu đăng vân nghiêng đầu nhẹ giọng nói truyền quân lệnh của ta người ngựa trên dưới bắc châu không được thủ dụ của ta thì không cho phép vọng động tướng lĩnh các bộ thay đổi cần thủ dụ tự tay ta viết ai tự tiện phát lệnh sẽ coi như phản tặc, các huynh đệ cùng chu. Dương song nhận ra điều gì, nhẹ giọng nói. Rõ, Nam Châu, Thiên Ngọc Môn, trong đại điện chính cùng tập hợp các trưởng lão, bọn họ nhìn bành hựu tại mặt lạnh băng đứng trên cao. Sắc mặt của trưởng môn kém vậy chắc đã xảy ra chuyện gì? Phong ân thái hỏi, trưởng môn triệu tập chúng ta là có việc gì? Bành hữu tại nghiêng đầu ra hiệu, đệ tử ở một bên dâng phong mật thư cho trưởng lão đứng bên dưới, để các trưởng lão truyền đọc. Trưởng lão đinh khoái xem xong kêu lên, tái mặt, đám trưởng lão xuống lại trụm đầu đọc thư, xem rõ nội dung đều mặt biến sắc. Bành hữu tại chậm rãi nói, Trần Đình Tú Trần trưởng lão đã chết, bị phu nhân của trưởng môn thiên hành tông tức là nữ nhi của trưởng môn đời trước, văn tâm chiếu giết. Đệ tử Thiên Ngọc Môn từ bên vạn thú môn truyền tin về rõ ràng nói Trần Đình Tú muốn lợi dụng sự kiện hồng nương suối văn tâm chiếu mượn đao giết người, kết quả chọc giận văn tâm chiếu nên chết ngoài sơn môn vạn thú môn, đối mặt áp lực từ ba đại phái nước Yến họ không dám nói ra sự thật, đành nhận 100 vạn kim tệ xong việc. Phong ân thái vẫn không nhịn được hỏi, sao có thể như vậy? Bành hưu tại nói, Trần trưởng lão lần đầu đến viếng thăm bị văn tâm chiếu đuổi ra, sau đó văn tâm chiếu dụ Trần trưởng lão ra sơn môn rồi giết. Muốn giết thì ngay từ đầu có thể dụ ra giết, tại sao chờ đến về sau? Ta cứ cảm thấy việc này kỳ lạ, nếu thật sự có vấn đề chỉ e liên quan đến nghiêu hữu đạo ở vạn thú môn, Phong ân thái cầm mật thư giữ im lặng, một bên là sư huynh đệ đồng môn, một bên là huynh đệ kết nghĩa của mình, phong ân thái không tiện phát biểu ý kiến quyết định xử nghiêu hữu đạo, đành lặng im. Nữ trưởng lão duy nhất của thiên ngọc môn, lâm phi tuyết dẫm chân cam hận nói. Tiểu tộc đáng giận, thiên hành tông khinh người quá đáng, đinh khoái khẽ thở dài, thiên hành tông thế lớn, làm gì được họ, bành hữu tại nghiến răng nói, ghi nhớ thù này, để đệ tử hậu bối như kỹ. Toàn thiên ngọc môn ta cố gắng phấn đấu chờ sau này tẩy hận này, Lâm Phi Tuyết nói, Ngưu Hữu Đạo đã bắt tay với ba đại phái, phải nhanh chóng để Trình Sư Bá chạy tới vạn thú môn ngăn cản. Bành Hữu Tại nói, tiểu tặc gian trá, mình thường dễ tránh tên lén khó phòng, Trình Sư Bá không tiện lộ mặt trước tiểu tặc kia sợ sẽ gặp bất chắc. Hắn muốn móc nối thì kệ hắn, kế hoạch giữ nguyên như cũ, tiếp tục để Trình Sư Bá tùy thời giết tặc. Ta đã truyền tin cho đệ tử ở vạn thú môn kêu họ canh giữ tại đó chú ý hướng đi của Ngưu Hữu Đạo, phối hợp hành động của Trình Sư Bá. Núi xanh tốt tươi, nhà tranh Sơn Trang vẫn ở chỗ cũ, một tòa chủng dưới gốc cây ngoài trang. Ba con kim xí sí từ xa bay tới lao xuống ba tòa lâu vũ ẩn trong núi rừng. Phí trường lưu mới vừa ra khỏi điện, trịnh cửu tiêu và hạ hoa lục tục bay ra, ba người đứng dưới mái hiên đại điện. Phí trường lưu hỏi, hai người cũng nhận được tin tức của Ngưu Hữu đạo, trịnh cửu tiêu, hạ hoa rút một phong mật thư ra khỏi ống tay áo, phí trường lưu cũng lấy một phong ra, ba người so sánh ba phong thư nội dung y như nhau. Trong thư yêu cầu ba phái nhanh chóng triệu tập người bên cửa hàng băng tuyết các trận người đưa thư ngay, phải bắt giữ mục tiêu, như hữu đạo cần lá thư trong tay người đưa thư. Trịnh cửu tiêu hỏi, hắn đang ở đâu, muốn làm gì? Sự việc không đầu không đuôi, như lọt vào trong sương mù. Tống thư nhi tử của Tống Đình Uy chẳng phải đã đầu vào thiệu bình ba ở Bắc Châu sao? Không lẽ như hữu đạo bỏ lại Nam Châu lần nữa đấu với Bắc Châu? Hoặc nên nói là còn nhớ thủ thượng Thanh Tông năm xưa, quyết nhổ cỏ tận gốc Tống ra. Hạ Hoa buông tiếng thở dài, phong cách làm việc của tên đó luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không dễ để lộ nội tình, quỷ biết hắn đang lay hoay cái gì. Nhưng mặc kệ hắn muốn làm gì cứ làm theo hắn là được. Ngươi không thấy ngữ điệu dùng từ sao, phải giữ bí mật, chỉ được thành công không thể thất bại, nếu có sai sót sẽ xóa sổ ba phía chúng ta khỏi đất Nam Châu. Giọng điệu này khiến người khó chịu, Phí Trường Lưu than thở, khó chịu thì làm được gì, nói sao thì cách lâu như vậy rốt cuộc chịu liên lạc với chúng ta chứng minh ít nhất hắn không muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta. Trong trận chiến Nam Châu chúng ta lắc lư trái phải, người ta đã lên mặt cho chúng ta xem, nếu lần này còn làm không xong sợ là Ngưu Hữu Đạo sẽ trở mặt với chúng ta. Không có chỗ đứng trong Nam Châu thì ba phái chúng ta thật sự sẽ trở thành chó nhà có tang. Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa gật đầu, Ngưu Hữu Đạo muốn gây sự với họ rất dễ, chỉ cần nói một tiếng với Thương Chiêu Tông là người ngựa chú tại chỗ có thể chạy tới quấy giày bọn họ, làm họ không sống yên bọn họ dám giết người của thương chiêu tông sao trịnh cửu tiêu cười khổ nói ai các ngươi xem tình huống của ba phái chúng ta dù gì có nhiều người mà ăn nhờ ở đậu còn phải nhìn sắc mặt người ta lại xem tên kia một đồ đệ bị thượng thanh tông bỏ không có nhiều người như chúng ta thực lực thua xa chúng ta nhưng tình huống thực tế là chúng ta phải xem sắc mặt của hắn chạy chân cho hắn chuyện quái quỷ gì hạ hoa nói ngươi đừng oán trách nữa từ khi ba phái chúng ta khai sơn lập phái đến nay đã đổi bao nhiêu ông chủ người ta có khó khăn đến đâu cũng không theo hai chủ kiên quyết không rời thương chiêu tông một đường nâng đỡ thương chiêu tông từ đường cùng đến bây giờ sao thương chiêu tông có thể không mang ơn trịnh cửu tiêu nói so sánh thế này không có ý nghĩa hạ hoa hỏi lại vậy muốn so thế nào ba nhà chúng ta ai dám giết hiến sử chúng ta dám giao phong với thiên ngọc môn trong nam châu không phí trường lưu giơ tay ngăn lại được rồi đừng cãi nữa có làm không cho thái độ xác thực đi không có lựa chọn ba người chạm mặt chốc lát rồi giải tán, lát sau ba con kim xí bay lên tầng mây rời xa dương thế. Tin tức đưa thẳng đến băng tuyết các, nhận được tin, tiếu thiết trưởng quầy Lưu Tiên Tông, tào hành trưởng quầy Phù Vân Tông, Lý Hỏa Vân trưởng quầy Linh Tú Sơn không dám chậm chế, nhiệm vụ cấp tốc, ba người nhanh chóng tập hợp người trong băng tuyết các. Trong gió tuyết người ba đường lục tục bay ra khỏi hiệp cốc bay lượn giữa đỉnh núi tuyết. Người ba đường ra đại tuyết sơn chạy đến một trạm dịch ven đường cánh đồng tuyết mua tỏa kỵ, lần lượt chạm mặt nhau tại đây. Trạm dịch ở đây không thiếu tòa kỵ, tu sĩ đi băng tuyết các thường bỏ lại tòa kỵ ở đây. Giá, một đoàn người chưa đến 20 người lao ra trạm dịch tung vi băng tuyết trên đường, di cụ ngựa chạy như điên trong gió lạnh. Gia băng nguyên thấy đồng xanh, đến chỗ dễ ngựa không ngừng, người cưỡi trên lưng ngựa chắp tay chào nhau rồi chia ba đường, tiếng chân rầm rập đi xa để lại bụi mù. Vạn thú môn, linh hỏa cốc, dáng chiều đầy trời chiếu lên khuôn mặt xanh mét của Tây Hải Đường. Tây Hải Đường chui ra từ lồng xoay người lại đa số cao tầng còn ở vạn thú môn đều đến, bọn họ tập hợp trước một hàng lồng sắt to lớn ở tinh xá. Trong lồng có 20 con chim to lớn đủ loại đã chết, nằm yên không nhúc nhích trong lồng. Trong đó có một con chim to lông trắng tinh, Tây Hải đường nhìn mà lòng đau nhói. Tỏa kỵ bay rất mắc, không nhiều người dùng nổi, thứ này tuổi thọ có hạn lâu nhất chỉ cỡ 20 năm, một năm không bán được vài con. Nhưng vạn thú môn muốn bán giá mắc, thứ này không thuộc hàng số lượng, muốn thuần phục một con chim đến khi nó chịu nghe lời cho trở người phải thuần hóa từ hồi nhỏ, cho nó thói quen mới được, khi nào lớn thì bán ra. Thuần hóa một con cho đến thích hợp bán ra mất 3 năm. chương 747, ôn dịch 2, thứ này bán được mới xem là tiền, không bán ra thì chỉ như hàng tích chữ, vạn thú môn có mấy trăm con chờ bán. Chuyện này không phải giá tiền hay không, một lúc chết hai mươi mấy con, có năm, sáu con hình thể chưa lớn, thời kỳ còn nhỏ. Tây Hải đường quay đầu tức giận quát, Mao sư đệ, rốt cuộc là sao? Một lão nhân bề ngoài lôi thôi, tóc hoa dâm rối xù, mắt đỏ rực rất là sốt ruột. Người này là trưởng lão phụ trách linh hóa cốc của vạn thú môn, Mao vô song. Lão cúi đầu biểu tình khó chịu, lão cũng đau lòng. Chiều kính lên tiếng, Mao sư đệ, ra chuyện như vậy ngươi không lên tiếng không được, ít nhất phải cho mọi người lời giải thích. Mao vô song sốt ruột giọng ồm ồm nói, ta cũng không biết có chuyện gì, từng con ở trong lòng đột nhiên nóng nảy trí chóe nhảy lên xuống, trần an thế nào cũng vô dụng, chờ mắt nhìn từng con ngã xuống. Triều kính nói, theo lý thì không nên như vậy, linh hóa cốc đã rất quen thuộc thuần hóa loại phi cầm này, trừ phi thân thể gầy yếu hoặc nhiễm bệnh không thì ít khi chết đột một vậy. Có phải đã ăn nhầm cái gì không? Mao vô song nghẹn ngào nói, đồ ăn đều là đệ tử trong môn săn vật sống từ trong núi, bình thường cũng như vậy. Triều kính khuấy nước trong thau đặt gần mũi người, nước thì sao, nước có vấn đề gì không? Mao vô song rậm chân nói, đã nghẹm hết rồi không phát hiện có độc chiều thắng hoài trốn ở phía sau chợt lên tiếng trưởng môn có khi nào bị nhiễm ôn dịch không câu này đánh thức tây hải đường quay đầu hỏi phi cầm bên tụ linh sơn có vấn đề gì không mọi người biết tây hải đường sợ truyền nhiễm trưởng lão phụ trách bên tụ linh sơn tên là an thủ quý từ tốn nói bên kia tạm thời không thấy có gì lạ tây hải đường chỉ hàng lồng sắt trước mắt để lại xác vài con trong mật thất cẩn thận nhiệm còn lại chôn sâu tiêu hủy ngay, không được tiếp xúc với linh thú và phi cầm khác. Phải kiểm tra cẩn thận chỗ này, Tây Hải đường xoay người nhìn Mao Vô Song, tức giận nói. Cha rõ thế nào rồi mới xử trí, lão nhân Mao Vô Song miếu máu, lão có bị phạt gì không đều là thứ yếu, lão rất đau lòng. Đám người tụ tập một lúc rồi giải tán, để lại người chấp hành ý của trưởng môn. triều thắng hoài không vội rời đi mà nói với một đệ tử phụ trách việc tiêu hủy. Sư huynh, trong môn có nhiều chim muông, nếu đúng là có ôn dịch thì tốt nhất là chôn xa chút, bị truyền nhẫn sẽ lớn chuyện, không chừng liên lụy sư huynh. Tốt nhất là tiêu hủy trong núi rừng bên ngoài tông môn. Đệ tử kia biểu tình trầm trọng gật gù đồng ý, chiều thắng hoài không nói mát, không ghét bỏ xác chết có nhiễm ôn dịch không, mang hai người đến hỗ trợ, một người khiêng xác phi cầm hình thể to lớn trèo núi vượt non đi xa. Trong tay chiều thắng hoài chỉ khiêng chim nhỏ, khi trời sắp tối đoàn người ngừng lại, đào hố tại chỗ, có người đi đốn củi, chiều thắng hoài thì đi dạo bốn phía. Trẻ củi chất đống, hố sâu đào xong, một người đi cùng chiều thắng hoài chạy tới cười nói với mọi người. Các vị sư huynh sư đệ, để hai chúng ta lo chuyện nơi này được rồi, Triều sư huynh mời các vị qua nói là có chuyện muốn dặn. Gã chỉ sau lưng núi, mọi người ngó nhau, có người biểu tình khó chịu, nhưng họ vẫn đi qua. Trên đường có người chửi nhỏ, ỉ vào da da của mình chạy tới đây hoa tay múa chân, cái thứ gì. Có người thì thầm phụ họa, đều ghét hành vi của Triều Thắng Hoài. Sư huynh dẫn đội khẽ thở dài, đừng rông dài nữa, người ta cũng có lòng tốt hỗ trợ, chỉ hơi lên giá chút. Chờ đám người này đi ra sau núi, hai người đứng cạnh hố sâu lướt nhau, hành động khiêng Hắc Ngọc Điêu đặt dưới đất lên bỏ chạy. Hắc Ngọc Điêu là loài khá thường thấy trong loài chim lớn, cũng là số lượng nhiều nhất trong vạn thú môn, tức là loại gái rẻ nhất trong chợ, nhưng giá trị của nó cũng trên ngàn vạn. Hai người không chạy quá xa, khiêng Hắc Ngọc Điêu giấu trong khe núi gần đó, chạy tới chạy lui nhanh chóng giấu năm con. Sau đó trở về bên hố sâu nhanh tay ném đống củi khô vào hố, rồi ném chim chết xuống. Làm xong vứt đuốc vào hố, liên tục đốt đuốc rồi ném, trong hố nhanh chóng phực cháy lửa. Thấy bên kia bốc khói lên cao, chiều thắng hoài ngừng rông dài. Đám người trở lại nhìn hố sâu, trong lửa cháy chất đống xác chim, không khí toát ra mùi thịt nướng rồi mùi khét, mọi người cách hố xa chút. Sắc trời hơi tối, ánh lửa màu da cảm dần tắt trong hố sâu, than củi lập lè, đám người đẩy đống đất bên cạnh lấp cái hố lại. Làm xong xuôi mọi người trở lại, Triều Thắng Hoài mang theo hai người chia tay với đệ tử Linh Hóa Cốc, nói là muốn đi thành vạn vật. Ba người không đi xa, núp vào chỗ một lúc, trong bóng đêm Triều Thắng Hoài nói với hai sư đệ, lôi nằm xác chết ra ném chỗ xa chút, ném các nơi. Một sư đệ lấy làm lạ hỏi, "Sư huynh, chúng ta vậy để làm gì?" Một người khác cũng lấy làm lạ, "Giấu xác chết làm chi?" "Thứ chết rồi có ích gì?" triều thắng hoài sẽ không nói cho họ sự thật sẽ hù chết hai người càng ít người biết sự thật càng tốt triều thắng hoài kêu hai người câm miệng lo làm theo là dược hai người vâng giả dạ chạy đi làm triều thắng hoài nhanh chóng quay về vạn thú môn chạm mặt với một đồng bạn đã hẹn trước bên tụ linh sơn cũng là đệ tử bên này tên thần bình thần bình đã chờ sẵn vừa thấy mặt triều thắng hoài hỏi ngay hôm nay sau nửa đêm trong những người làm việc có cả ngươi đúng không thần bình kinh ngạc hỏi đúng rồi sư huynh đã hỏi rồi mà triều thắng hoài lén lút quan sát bốn phía rồi móc ra năm chỉ linh từ ống tay áo nhìn như nhẫn nhưng bên trên khảm lục lạc nhỏ trên lục lạc cắp lưỡi ngang tránh cho phát ra tiếng rút lưỡi ngang ra lắc lục lạc sẽ nghe tiếng thanh âm không lớn nhưng có sức xuyên thấu rất mạnh thứ này bình thường đeo trên tay như nhẫn là được dùng để khống chế chim bay lắc chuông hướng nào là chim bay hướng đó chất liệu của chỉ linh rất cứng cỏi ngang ngửa bảo kiếm thượng đẳng khó sức mẻ rèn ra mỗi chiếc sẽ theo một con chim cả đời. Chỉ Linh nhìn giống y nhau nhưng trên đời không thể nào phát ra tiếng chuông giống y như đúc, thanh âm có sự khác biệt nhỏ. Một công tượng cũng không thể rèn nhiều cái giống nhau. Mỗi chỉ Linh sau khi được rèn ra sẽ cố định một con chim, miễn con chim không bị gì ngoài ý muốn thì sẽ không thay con khác vào. Chuông và con chim từ nhỏ đến lớn cùng thuần hóa, khiến nó thói quen tiếng chuông, làm bạn quanh năm suốt tháng khiến tiếng chuông khắc sâu trong ký ức chim, thuần hóa phản ứng bản năng cho con chim để dễ điều khiển khi vạn thú môn bán chim cũng tặng kèm chỉ linh, khách mua đồ về tiện khống chế. Thần Bình nhận năm chiếc chỉ linh, kinh ngạc hỏi, sư huynh, thế này là sao? Chiều thắng hoài choàng vai bá cổ thần Bình, nhỏ giọng nói. Đêm nay khi ngươi làm việc đổi năm chỉ linh của năm con hắc ngọc điêu trong ổ ưng ra, dùng năm cái này thay mận đổi đào. Thần Bình nghe hiểu, giật mình kêu lên, cái này, không được đâu sư huynh, mỗi ngày sáng sớm sẽ thả phi cầm trong ổ ưng ra cho hoạt động, lỡ thay năm con hắc ngọc điêu không nghe khống chế sẽ bị điều tra ra, nếu cha phải năm chỉ linh có vấn đề thì sư đệ làm việc đêm đó khó trốn trách nhiệm. Không được, không được, thật sự không được đâu sư huynh. Chiều thắng hoài trầm giọng lạnh lùng nói, ta sẽ hại ngươi sao? Nếu hại ngươi thì cha đến chỗ ngươi có thể khai ta ra, ta sẽ tự chuốc rắc rối vậy sao? Ngươi yên tâm, không cần chờ đến sáng sớm mai ngươi sẽ phát hiện việc này không điều tra được, bảo đảm ngươi không sao. Chiều thắng hoài khuyên nhủ cộng thêm uy hiếp, dụ dỗ, cuối cùng hai người từ biệt nhau. Chiều thắng hoài lại đến một góc khác núi rừng kêu một đệ tử tụ linh sơn tên Cao Lam ra chạm mặt. Chiều thắng hoài nhét một bình xứ nhỏ vào tay Cao Lam, cũng choàng vai nhỏ to. Cao Lam nghe xong thấp thỏm lo âu hỏi, sư huynh, thứ này là vật gì? Không lẽ hôm nay bên linh hóa gốc là sư huynh? Chiều thắng hoài vớ tức giận nạt, vớ vẩn, người nghĩ cái quái gì? Ta có thể làm chuyện như vậy sao? mươi 748, đêm trăng, Triều Thắng Hoài ngọt nhạt khuyên hủ, ngươi yên tâm, đây không phải độc dược, ngươi làm theo lời ta nói tuyệt đối sẽ không độc chết thứ gì. Cao Lam luôn miệng từ chối, không được, sư huynh, tuyệt đối không được, ta quyết không thể làm việc này. Triều Thắng Hoài nổi giận, ngươi dưỡng mặt với ta phải không? Hai người chia tay, Cao Lam thỉnh thoảng sờ bình xứ nhỏ giống bên hông, lòng đầy hoảng sợ. Ánh trăng bạc chiếu xuống đất minh mông, trong đình viện, như hữu đạo chống kiếm đứng, nhắm mắt lạnh lùng ngón giữa luôn nhẹ gõ chui kiếm. Một con kim xí trốn vào đình viện, không lâu sau từ bóng ma bước ra dưới trăng, lại gần như hữu đạo. Đạo gia đã xác nhận nhiều lần, người bên ngũ lương sơn chuẩn bị sẵn sàng ở địa điểm định sẵn, chỉ chờ bên mình. Như hữu đạo nói, vậy đợi đi, thành hay bại là ở tối nay. Viên cương hỏi, tên đó có được không vậy? Chuyện này chỉ có một cơ hội, chờ tay thì về sau không có cơ hội khác nữa, còn vời đến rắc rối về sau, hơi mạo hiểm. Như hữu đạo hừ lạnh, không mở mắt ra bình tĩnh nói. Mạo hiểm, giang hồ cưỡi ngựa, gió hay mưa khi nên ra tay thì ra tay, đơn giản là thêm mấy ngôi mộ hoang trong núi xanh, chưa đến cuối cùng không biết chôn ai. Chờ đi, viên cương ngẩng đầu nhìn trăng, trăng treo trên cao, vách núi đá trụi lủi không cọng cỏ, trên vách núi đảo nhiều cái hang. Nơi đây là ổ ưng của tụ Linh Sơn, trong mỗi SNG có một con chim thân hình to lớn. Khác với những con chim chưa thuần hỏa bị nhốt trong lồng ở Linh Hóa Cốc, ở đây đều là đã thuần hóa, nghe lời, ngoan ngoãn không cần nhốt. Phía sau mỗi cái hang có đường hầm cho người ra vào, trên dưới nguyên ngọn núi ngang dọc đường hầm cho người phụ trách nơi này ra vào. Trong một hang núi có con nguyệt điệp bay vòng quanh cửa hang ba vòng. Trong rừng dưới núi nhanh chóng xuất hiện tín hiệu tương tự. Chốc lát sau chiều thắng hoài xuất hiện bên tụ linh sơn, lại gần đệ tử thủ vệ ở chân núi chào hỏi, nhiệt tình ôm ôm cánh tay nói cười mấy câu rồi từ chối nói có việc bận, từ biệt. Triều thắng hoài đi tới góc vắng móc ra một cục giấy từ ống tay áo nhanh chóng mở ra xem, trong cục giấy bao năm chỉ linh. Chiều thắng hoài siết tay lại bước đi, chiều thắng hoài đến cái đỉnh trên đỉnh núi nhìn tụ linh sơn dưới ánh trăng trước mặt, y ngồi xuống cầm bình rượu mang theo bên người, nhấp ngụm rượu. Nguyệt điệp bay ngoài đỉnh phát tín hiệu với bên tụ linh sơn. Chiều thắng hoài ở trong đỉnh trông như mượn rượu giải sầu, mà đúng thật. Hơn 20 con chim to, mỗi con giá tiền khác nhau, ước chừng cỡ ba ức kim tệ, toàn bộ chết vào tay Triều Thắng Hoài. Triều Thắng Hoài biết rõ nếu bị lộ chuyện này sẽ thế nào, đó là tội chết, ra ra cũng không bảo vệ mạng sống của y được, không chừng tự mình xé xác y. Nhưng Triều Thắng Hoài càng rõ ràng mình gặp cái gì, như gặp ma quỷ hướng dẫn từng bước làm y bất giác đi theo, muốn quay đầu lại nhưng phát hiện mình đã chìm vào vòng xoáy lớn không bỏ ra được. Điều duy nhất Triều Thắng Hoài có thể làm là khiến Nhiều Hữu Đạo nhanh chóng rời đi, như hắn đã nói, sau khi việc thành công bắt lấy điểm yếu mạng sống của hắn là y an toàn, Đối với chiều thắng hoài thì mạng sống của 20 con chim bay quan trọng hay mạng của y quan trọng. Không khó lựa chọn, trong địa lao, thiệu tam tỉnh cầm hộp thức ăn đi tới ngồi sổm ngoài hàng rào tách ra từng tầng đưa vào khe dưới lao tù. Thiệu tam tỉnh nói với thiệu bình ba đứng quay lưng về phía đèn dầu. Đại công tử ăn chút đi, thiệu bình ba quay lại chậm rãi đến gần, nghiêng đầu nhìn tu sĩ ngồi xếp bằng cuối hành lang. Thiệu bình ba đến gần hàng rào hỏi nhỏ, người có thể liên lạc với bên ngoài không? Thiệu tam tỉnh nhỏ giọng nói, chỉ cho phép ta ra ngoài lấy thức ăn hoặc thêm quần áo đệm chăn đồ dùng cho công tử hai tu sĩ đi theo không thể liên lạc với bên ngoài nhưng đại nhân hỏi trung tiên sinh đã biết một việc biết đại công tử ám hại nghiêu hữu đạo vì người đại thiền sơn điều tra điệp mộng nguyễn giới nghe đệ tử vạn thú môn trò chuyện ở thành vạn vật tình cờ nghe hư hư những người vạn thú môn này chắc là nghiêu hữu đạo cố ý sắp xếp thiệu bình ba tạm dừng mắt hấp hái theo phong cách thường thấy của vạn thú môn thì sao người của họ tham gia vào việc này Lục Thánh Trung truyền tin tức về nói đệ tử vạn thú môn bị lợi dụng tên là gì. Thiệu Tam tỉnh ngẫm nghĩ, nói, Triều Thắng Hoài, tôn tử của Triều Kính Trưởng Lão vạn thú môn. Thiệu Bình ba sắc mặt âm trầm nói, tôn tử của Trưởng Lão, nguy rồi, người này hoặc là không ra tay, hoặc đã làm mà trượt tay, nếu trượt tay cũng cũng không nghe Thiên Ngọc Môn nhắc tới nhiều hữu đạo ở vạn thú môn có hành động truy cứu gì, xem người vạn thú môn phối hợp như hữu đạo để lột tiếng gió cho đại thiền sơn thì chiều thắng hoài rất có thể đã bị hắn khống chế có bối cảnh của người này làm nội ứng trong vạn thú môn thì nguy cho ta thiệu bình ba chợt lớn tiếng kêu lên đi mời trung trưởng lão đến ngay ta có chuyện quan trọng thông báo tu sĩ đại thiền sơn trông chừng bên kia đầu hành lang nhà tù bị kinh động đứng dậy đến gần thiệu tam tỉnh u cây đầu liếc một cái nhỏ giọng nhắc nhở đại công tử không cách nào giải thích hậu quả đầu đuôi vụ việc cho đại thiền sơn Thiệu Bình Ba tức giận quát, đi mau, thấy Thiệu Bình Ba đột nhiên vội vã bọn họ Thiệu Tam Tỉnh không đam làm lỡ nhanh chóng chạy. Thiệu Tam Tỉnh chạy tới cửa ra địa lao, dán sát cửa nhiều lần cầu xin tu sĩ trông giữ bên ngoài. Tu sĩ canh giữ trong tù đến trước mặt Thiệu Bình Ba, nhắc nhở. Đại công tử tốt nhất đừng sang bậy, sang bậy, Thiệu Bình Ba thành thật gật đầu, vào lúc này không tiện đắc tội, y cũng không muốn giải thích nhiều với đối phương. Với Thiệu Bình Ba thì người xem Đại Thiền Sơn như trời, cả đời sống trong cái vòng đại thiền sơn vẽ ra, không tự mình làm chủ được thật sự là y lười giải thích nhiều với tu sĩ này. tu sĩ nhìn cơm canh còn nguyên đặt dưới chân thiệu bình ba trong hàng rào nhà tù, lại nhìn thiệu bình ba trong lòng rất nguyệt thị. bình thường thì phong quang lắm nhưng chỉ là con chó của đại thiền sơn, cho ngươi phong quang mới được phong quang, cho ngươi không hay ho thì chỉ có trước mắt. thiệu bình ba đi loanh quanh trong tù, lòng dối bởi không tâm tình ăn gì. ban đầu thiệu bình ba không để bụng đại thiền sơn sau khi nhận tin từ thiên ngọc môn là đã chuẩn bị tâm lý đối mặt đại thiền sơn rồi cũng chuẩn bị tinh thần đại thiền sơn biết nhiêu hữu đạo tìm sáu đại phái chờ khi đó bàn bạc với đại thiền sơn về cách ứng đối là được thậm chí nhiêu hữu đạo cố ý tiết lộ cho đại thiền sơn biết cũng không đáng lo thiệu bình ba đã chuẩn bị tâm lý hết thiệu bình ba ứng đối với đại thiền sơn nhiều năm tự nhiên có cách thuyết phục đại thiền sơn khiến đại thiền sơn giữ lòng nghi ngờ với tin tức nhiêu hữu đạo lộ ra thiệu bình ba bày đường lui trước vì biết tính nguy hiểm của nhiêu hữu đạo nhận ra hắn hùng hổ nên mới chuẩn bị trước phòng hờ không ngờ nghiêu hữu đạo nắm bắt trạng thái bên thiệu bình ba tinh diệu như thế tính toán từng khâu nối nhau có thể khiến người vạn thú môn ra mặt làm đại thiền sơn tin răm rắp là thiệu bình ba gây ra rắc rối lại y dậy mãi không sửa hại đại thiền sơn đối mặt lo lắng sống chết nếu không phải thiệu bình ba kịp lấy lùi làm tiền thì không đơn giản là bị nhốt mà đã phải trả giá đắt giờ thiệu bình ba mới nhận ra cho đến nay nghiêu hữu đạo luôn muốn y chết tốn nhiều công sức nghiên cứu y Thiệu Bình Ba càng hiểu được mình nắm giữ tin tức giới tu hành quá kém, không biết người Đại Thiền Sơn cũng đi thành vạn vật nên mới bị người của vạn thú môn bị nghiêu hữu đạo lợi dụng cắm vào kẽ hở che mắt Đại Thiền Sơn. Mãi khi bị Đại Thiền Sơn khống chế Thiệu Bình Ba mới hiểu ra y và Đại Thiền Sơn cùng chúng kế của nghiêu hữu đạo. Trước đó Thiệu Bình Ba không hỏi ra nguyên nhân từ miệng Trung Dương hút được, mãi tới bây giờ mới biết nghiêu hữu đạo làm cách nào dụ dỗ Đại Thiền Sơn. Từ đó thấy được Thiệu Bình Ba nắm giữ tình báo giới tu hành lạc hậu cỡ nào, Đối diện Nưu Hữu Đạo bị động biết bao. Chương 749, bắt đầu, Thiệu Bình ba sâu sắc cảm nhận được đây là cuộc so đấu không cân sức. Y sâu sắc hối hận lúc trước không tiếc mọi giá ức chế không để Nưu Hữu Đạo vươn lên trong Nam Châu, cho hắn có càng nhiều năng lực làm mưa làm gió. Đổi lại Nưu Hữu Đạo trước kia đã không có nhiều năng lượng như vậy, không có cả tư cách bước qua cửa vạn thú môn. Sự xuất hiện của Triều Thắng Hoài làm Thiệu Bình ba càng lo hơn lúc thiệu bình ba xuống tay với ngưu hữu đạo hoàn toàn không ngờ hắn phản kích mãnh liệt như vậy nhưng thiệu bình ba không hiền gì nghĩ ra ngay ba kế hoạch phá cục có công có thủ có lui thủ đoạn đánh trả ức chế rất nhanh công là thượng sách kéo dài nơi này chờ sát chiêu bên thiên ngọc môn thành công thiệu bình ba không tin thực lực như thiên ngọc môn không thể tạo thành uy hiếp đến ngưu hữu đạo có giết được hắn hay không tạm không tính chỉ cần bắt tay làm là thiệu bình ba có cách chọc cho nam châu loạn lớn dù nghiêu hữu đạo không chết cũng hủy hoại tâm huyết nhiều năm của hắn. Thủ là trung sách, ổn định sáu đại phái yến, hàn, tranh thủ thời gian cho đợt sau phản kích. Lùi là hạ sách, trả giá rất lớn, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thiệu bình ba sẽ không dùng. Thiệu bình ba đã nhận ra vạn thú môn thành điểm then chốt so đấu, chiều thắng hoài đột nhiên xuất hiện, đặc biệt với bối cảnh của y cho nghiêu hữu đạo không gian điều khiển lớn, làm giảm mạnh hy vọng của thiệu bình ba với bên vạn thú môn, rất lo thiên ngọc môn và đại thiền sơn sẽ bị như hữu đạo lén hại. Một khi thượng sách phá cục, trung sách quá bị động, đặc biệt là đụng phải đối thủ như như hữu đạo. Thiệu Bình Ba thậm chí nghi ngờ việc như hữu đạo bái kiến trưởng môn sáu đại phái là có trá, bất đắc dĩ tin tức của y có hạt không cách nào phán đoán, đành hy vọng người của đại thiền sơn đi viếng thăm trưởng môn sáu đại phái có thể nghiệm minh thật giả. Chiều thắng hoài xuất hiện khiến Thiệu Bình Ba cảm giác như hữu đạo ra tay trong vạn thú môn nhanh gọn, thời gian không chậm hơn bên y, Lúc trước Thiệu Bình ba còn vĩnh vàng ngồi chờ trong tù, giờ thì như ngồi trên gối cắm kim. Rào rào rào, cửa sắt mở ra, Thiệu Bình ba đi loanh quanh vụt quay đầu nhìn phía cuối hành lang nhà giam. Trung Dương hút đến, có mấy người đi theo đằng sau. Đệ tử trông giữ trong lao hành lễ, hai người cách hàng giàng sắt gặp nhau. Trung Dương hút nhìn hộp thức ăn dưới chân, hỏi, như thế nào, đồ ăn không vừa miệng. Thiệu Bình ba khác khí nói, đồ ăn có dở đến mấy cũng không dám vì việc này làm phiền bá phụ đến thiệu bình ba không rảnh nói nhiều vào thẳng chủ đề bên vạn thú môn ẩn giấu nguy cơ người đại thiền sơn ở vạn thú môn phải ứng đối nhanh tránh cho mắc mưu miêu tặc trung dương húc nhíu mày hỏi sao ngươi biết bên vạn thú môn ẩn giấu nguy cơ thừa nhận việc đó là ngươi làm khóe mắt thiệu bình ba liếc thấy năm ngón tay trung dương húc cầm kiếm dường như càng siết chặt vội giải thích bá phụ hiểu lầm ta chợt nhớ một việc là hai năm trước nhận được tin triều thắng hoài tôn tử của triều kính trưởng lão vạn thú môn dường như câu kết với nghiêu hữu đạo nếu nghiêu hữu đạo làm gì trong vạn thú môn chắc chắn sẽ ỉ vào người này trung dương húc hỏi thế thì sao thiệu bình ba nóng nảy nói phải nhắc nhở chú ý bên vạn thú môn phế bỏ con cờ ngầm này của Ngưu hữu đạo tránh cho đại thiền sơn chịu thiệt trung dương húc nhíu mày hỏi người có biết bối cảnh của triều kính không thiệu bình ba đáp chẳng lẽ không phải là trưởng lão của vạn thú môn sao trung dương húc nói chẳng những là trưởng lão còn cùng một sư phụ với tây hải đường trưởng môn vạn thú môn là phụ tá đắc lực của tây hải đường nói thẳng ra hai người đó là một nhóm ngươi có thấy ai làm thịt người của mình chưa thiệu bình ba ngẩn ra y không biết chuyện này trung dương húc tiếp tục bảo nhắc nhở vạn thú môn theo dõi triều thắng hoài mà ngươi nói theo dõi thế nào vừa mở miệng là bị triều kính biết ai theo dõi triều thắng hoài đều không được ích gì hơn nữa vừa mở miệng sẽ đắc tội triều kính dù chứng minh như hữu đạo và triều thắng hoài cấu kết với nhau thì sao? Phế bỏ triều thắng hoài thì thế nào? Làm sao đối mặt triều kính? Đại thiền sơn ăn no quá đi kết thù với triều kính sao? Cơ mặt hiệu bình ba cứng ngắc nói, bá phụ, việc này không phải là nhỏ, chúng ta không thể đấu nội bộ chúng gian kế của người khác nữa. Như tặc gian trá, đại thiền sơn ở trong vạn thú môn sẽ chịu thiệt, xin bá phụ thả tiểu đẹp ra ngay, phái người hộ tống tiểu điệt suốt đêm đến vạn thú môn, để tiểu điệt từ mình đối diện như hữu đạo, những vấn đề bá phụ lo đều không thành vấn đề tiểu điệt đến tận nơi tự nhiên có cách hóa giải tình thế nguy hiểm này thiệu bình ba cảm giác mình ở chỗ này quá chịu thiệt nghiêu hữu đạo ở chỗ bùng nổ mâu thuẫn tùy thời có thể ứng chiến còn y ở đây nhận tin tức chậm có được tin tức cũ quá bị động chiều thắng hoài nổi lên mặt nước thiệu bình ba có nắm chắc chạy đến vạn thú môn tự tay giết nghiêu hữu đạo nên nóng lòng ra ngoài trung dương húc nói không nhọc ngươi bôn ba trưởng môn đã tự mình đi vạn thú môn lê vô hoa sốt ruột nói bá phụ hoàng trưởng môn đi cũng không có ý nghĩa gì chỉ có tiểu điệt hiểu rõ nhất như tặc cứ kéo dài thì không kịp trung dương húc cười nhạt ta hiểu rồi ở trong mắt ngươi thì nguyên bắc châu không thể thiếu ngươi người khác là phế vật ngươi lo ăn cơm của mình đi trung dương húc nói xong xoay người đi phất lờ thiệu bình ba thiệu bình ba xiết xong sắt liên tục hô to bá phụ bá phụ thiệu tam tỉnh ở ngoài hàng rào buồn bã cúi đầu trước khi ra địa lao trung dương húc ra lệnh thêm một người canh giữ trong địa lao. Chưa điều tra rõ sự việc mà Thiệu Bình Ba còn muốn đi ra ngoài, Trung Dương Húc phải đề phòng. Vì ông từng chịu thiệt, lần trước trong Thiệu gia tử tàn sát nhau vì cho Thiệu Bình Ba tắm rửa một cái khiến y lật ngược bàn cờ. Kết ầm, cửa lớn địa lao đóng sầm đáp lại tiếng la của Thiệu Bình Ba, nói cho y biết có gào rách hỏng cũng vô ích. Thiệu Bình Ba siết chặt song sắt nhìn hướng cửa, mắt vé lửa. Thiệu Bình Ba rất muốn nói các ngươi không phải phế vật thì là gì nếu không có ta đây một tay tạo ra thế cục Bắc Châu thì Đại Thiền Sơn các ngươi có tốt hơn Thiên Ngọc Môn trước kia không? Không có thiệu bình ba này kéo Đại Thiền Sơn các ngươi làm cộng sự thì Đại Thiền Sơn lấy đâu ra địa bàn lớn như vậy? Lạch cạch, à, thiệu bình ba đá ngã hộp thức ăn dưới đất, tức quá lại cúi đầu ho khan mấy tiếng. Trong nhà giam lại thêm một tu sĩ theo dõi bên này. Ồ ưng, trong một nhà đá, Nguyệt Điệp phát sáng. Thần bình ngồi đối mặt vách tường, lòng thấp thỏm từ khi giao năm chỉ linh hát ngọc điêu cho triều thắng hoài thì lòng thần bình tràn ngập khủng hoảng nghĩ mà sợ cảm giác sợ hãi như bóng với hình rít gì loáng thoáng nghe tiếng ưng liên tiếp khiến thần bình tỉnh táo lại ngoài cửa phòng đa có người hét to thần sư đệ đừng nhập định nữa xảy ra chuyện thần bình bừng tỉnh nhanh chóng lao ra đi ngang qua hang ổ ưng nghe tiếng ưng hét chói tai chim to trong ổ cực kỳ táo bạo không ngừng loay hoay móng vuốt bấu mặt đất phát ra tiếng chói tai giận người con chim to nóng nảy nhảy ra hang ổ lao xuống vách núi. Thần Bình xông ra đứng bên vách núi hang ổ, thấy chim to đập cánh bay lên lượn dưới ánh trăng thê lương. Không trung đầy bóng đen chim to bay lượn xoay quanh, từng tiếng rít chói tai làm vạn thú môn hỗn loạn ầm ĩ trong bóng đêm. Trong đình viện, Như Hữu Đạo như tượng đá chống kiếm không nhúc nhích, dường như đứng ngủ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, mùi thơm thân thể quen thuộc bay vào mũi Như Hữu Đạo. Quản Phương nghi vòng qua đối diện Như Hữu Đạo, trêu đùa nói: Ta nói này đạo gia, đêm khuya đứng yên trong ngày như quỷ, đang suy nghĩ ý đồ xấu gì?" Viên Cương xảy bước đi tới, trầm giọng nói. "Đạo gia mau nhìn." như Hữu Đạo mở bừng mắt, quản Phương Nghi quay đầu xem, núi phía xa có nhiều nguyệt điệp bay lượt, từng tiếng kêu sắc nhọn vang vọng. Nưu Hữu Đạo đặt tay lên vai quản Phương Nghi, quản Phương Nghi nhìn bàn tay trên vai mình, không hiểu Nưu Hữu Đạo muốn gì. Nưu Hữu Đạo phất tay đẩy quản Phương Nghi sang một bên ngại bà che tầm mắt hắn tiến lên một bước lại đặt kiếm trước mặt, nhìn chằm chằm núi xa lấp lóe bóng sáng nguyệt điệp. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, "Bắt đầu." Quản Phương Nghi nhìn núi xa lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, lòng thầm nghi ngờ, "Bắt đầu cái gì?" Chương 750, quà gì? Phía trước hỗn loạn có liên quan đến vị này. Quản Phương Nghi hỏi, "Chuyện gì vậy?" Không ai trả lời, động tĩnh gần lan tràn tới bên này, Trần Bá và Hứa lão lục đi ra ngước đầu nhìn chim to thỉnh thoảng bay vụt qua không trung, phát ra tiếng rít táo bạo. Đám người Đỗ Vân Tăng trong khách viện Thiên Hành Tông chú ngụ cũng đứng trên nóc nhà xem. Đám người Long Hưu ở khách viện tiêu giao cung ngụ chạy ra sân, ngước đầu lên. Long Hưu hỏi, chuyện gì xảy ra, các khách nhân tập hợp ở vạn thú môn lục tục bị kinh động. Khi động tĩnh mới bắt đầu, mới hỗn loạn thì Triều Thắng Hoài ngồi trong đình trên đỉnh núi phất tay ngoắc, Nguyệt Điệp bay tới ẩn vào, khiến mình lại chìm trong bóng tối. Triều Thắng Hoài quan sát bốn phía rồi lắc người ra khỏi đi, giơ tay phải lên, năm chỉ linh đeo trên năm ngón lắc nhanh phát ra tiếng chuông đinh đang thanh âm không lớn nhưng lắc nhanh chiều thắng hoài vừa lắc vừa quan sát bốn phía hết sức căng thẳng chốc lát sau có mấy bóng đen bay tới đáp xuống đỉnh núi chiều thắng hoài nhảy lên trên lưng một con chim to lập tức nằm sấp trên lưng chim nương bóng tối che tránh cho bị người phát hiện chiều thắng hoài nằm trên lưng chim to chỉ linh còn đang đung đưa dẫn bốn con chim bay sau theo cùng trong rời đêm lướt qua non nước bên dưới đến lúc này chiều thắng hoài thở phào dù bị người phát hiện chỉ cần kịp lúc ném chỉ linh đi thì có thể chối là phát hiện chim khác lạ nên muốn hàng phục không cho bay bậy. Nên Triều Thắng Hoài luôn cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đến gần hơn. Làm Triều Thắng Hoài bất an là cảm xúc năm con chim nóng nảy bất an, thỉnh thoảng phát tiếng rít chói tai có thể làm lộ hành tung. Triều Thắng Hoài cố gắng dẫn chim bay lên cao, hang núi vách đá ổ ưng, thần bình trợn mắt há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, đổi năm chiếc chỉ linh không đến mức làm ra động tĩnh như vậy đi. Cửa hang bên trên gã vài tầng, Cao Lao cũng bị dị tượng chim bay hú loạn làm hết hồn, không lẽ vì bình thuốc kia. Một bóng người từ chân núi bay nhanh lên trên, vừa bay vừa tức giận gầm lên. Còn không mau lấy chỉ linh triệu tập trở về, người đến là trưởng lão an thủ quý phụ trách tụ linh sơn, lão chạy nhanh như bay trên vách đá treo leo mà như dẫm trên đất bằng, một đám đệ tử theo sau. Thần binh, Cao Lam từ run sợ phản ứng lại, nhiều đệ tử kinh ngạc bị tiếng giống đánh thực chạy về cửa từng hang ổ chỗ cửa hàng có một cửa sổ lõm vào bên trong treo chỉ linh chỉ linh treo trong từng hang đối ứng với con chim to không thể nào lẫn lộn được các đệ tử lây chỉ linh chạy đến vách núi lắc nhanh chỉ linh triệu hoán chim bay loạn trên trời